Của Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Kính thưa quý vị, hưởng ứng và đồng hành cùng Chính phủ, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam, và chương trình đã được tổ chức thường niên từ năm 2017. Và năm nay, Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam được tổ chức với chủ đề Hạ tầng thông minh, tiền đề phát triển đô thị thông minh, và hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12. Và tới tham dự sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Về phía các cơ quan, bộ ngành, xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía các tỉnh, thành phố, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Quốc Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Nhật Quang, Hội đồng sáng lập Vinasa, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ Vinasa. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của thành viên Hội đồng sáng lập Vinasa, Chủ tịch các câu lạc bộ nhà đầu tư công nghệ số Vinasa, ông Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam. Đó là sự hiện diện của các phó chủ tịch hiệp hội, và chúng tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của hơn 500 đại biểu, lãnh đạo các tỉnh, sở, ban ngành tới từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, đại sứ, tham tán thương mại của 12 quốc gia tại Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp, viện, trường, hiệp hội, các cơ quan truyền thông, báo chí. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị. Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đã dành thời gian tham dự với chúng tôi, và đặc biệt là đến với Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022 với chủ đề Phát triển hạ tầng thông minh, tiền đề phát triển cho đô thị thông minh. Và ngày hôm nay, và phải nói rằng là trong những ngày đầu tiên của tháng 12, một trong những tháng bận rộn nhất trong năm, thì các anh chị cũng đã dành thời gian để với chúng tôi, và chúng tôi rất trân trọng cảm ơn các anh chị. Vâng, kính thưa quý vị, Thành phố Thông minh đang là một xu thế tất yếu trên toàn cầu, và là động lực cơ bản để phát triển một nền kinh tế xã hội của các quốc gia. Và nắm bắt được xu hướng đó, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai đô thị thông minh thông qua một số hành động chính như sau. Thứ nhất là thực hiện các đột phá chiến lược về hiện đại hóa đất nước. Thứ hai là phát triển mạnh kinh tế số. Thứ ba là phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho người dân. Thứ tư
để đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, sinh thái. Và để thực hiện điều này thì chính phủ và các bộ ban ngành đang nỗ lực tạo ra điều kiện, những điều kiện tốt nhất và đặc biệt là những căn cứ pháp lý về công nghệ thông tin cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững ở tại Việt Nam. Tôi xin phép điểm qua nhanh một số những cái hành lang pháp lý như sau. Thứ nhất là đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2018 và đến 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ hai là nghị quyết số 52 đặt mục tiêu là Việt Nam của chúng ta đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế, các khu vực kinh tế trọng điểm ở phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Để từ đó từng bước chúng ta sẽ kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Và tầm nhìn đến năm 2045, tức là khi chúng ta 100 năm kỷ niệm ngày thành lập nước, thì Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất các dịch vụ thông minh, là một trong những trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm đầu, thuộc nhóm dẫn đầu các khu vực ở trong khu vực châu Á. Quyết định số 829 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2019 về khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh. Thì đây cũng là một cái khung rất quan trọng để cho chúng ta bám vào và thực hiện cái hoạt động của mình. Và đặc biệt là, và tiếp theo là công văn số 3098 công bố bộ chỉ số đô thị thông minh của Việt Nam giai đoạn đến năm 2025. Và cùng đồng hành với chính phủ, các bộ ban ngành và địa phương và các doanh nghiệp công nghệ trong cả nước, chúng ta đã xây dựng các cái đề án, các cái chương trình cho thành phố thông minh. Và đặc biệt là hội nghị thành phố thông minh Việt Nam đã được Vinasa chúng tôi tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2017. Đến đây đã là 5 năm chúng tôi tổ chức cái hội nghị này. Và kính thưa quý vị, hội nghị năm nay chúng tôi sẽ tập trung vào cái chủ đề hạ tầng thông minh với 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là về hạ tầng pháp lý, thứ hai là về hạ tầng công nghệ và thứ ba là về các cái giải pháp xây dựng các khu đô thị thông minh. Và trong hội nghị này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ về tầm nhìn, về chiến lược, kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là những cái quan điểm và mô hình đô thị thông minh trong nước và quốc tế, cùng đưa ra các cái giải pháp để phát triển, quy hoạch và quản lý dựa trên điều kiện thực tế của các thành phố và nền tảng công nghệ mới. Ví dụ như dữ liệu lớn, IoT, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo giúp cho cái việc quản lý hiệu quả hoạt động của thành phố và đem lại các tiện ích thiết thực, an ninh cho xã hội và cho người dân và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp. Kính thưa các quý vị và đại biểu, công nghệ nói chung và cơ sở tầng thông minh nói riêng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên hiện đại, hạnh phúc, thoải mái, bền vững và hài hòa hơn với môi trường. Đây chính là tiền đề để tạo ra một thành phố thông minh, một thành phố sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra công ăn việc làm cho sự phát triển kinh tế một cách thịnh vượng và khả năng phát triển bền vững, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại và trong một cái tương lai khá là bất ổn. Và đây cũng chính là mục tiêu để chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các ứng dụng giải pháp số cho đô thị tại Việt Nam. Thì tôi xin qua lại một chút để tại sao tôi dùng hai cái chữ trong cái thời gian ngắn tới là một thời gian bất ổn. Thì các anh chị cũng nhìn thấy là cái kinh tế vĩ mô trên toàn cầu và đang tác động đến rất nhiều các quốc gia. Và khi mà chúng tôi tìm hiểu các cái tài liệu thì một số các cái thành phố mà đã áp dụng một số những cái được gọi là thành phố thông minh ở trên thế giới và trong khu vực thì họ đã có cái tính chất dự báo và có các cái hành động rất là kịp thời. Thì đặc biệt là các cái mô hình dự báo mới thông qua cái hệ thống điều hành của thành phố thông minh đã đem lại cho chính quyền những cái quyết định và những cái chính sách rất đúng đắn. Thì đây chính là cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở trong cái chương trình của lần này. Và cuối cùng thì thay mặt cho lãnh đạo của Vinasa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các địa phương, các sở, ban ngành và các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tới tham dự hội nghị cũng như là đã dành cái sự quan tâm và ủng hộ cho chúng tôi trong suốt cái thời gian vừa qua. Tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ Kim Cương, Công ty Giải pháp, Doanh nghiệp Viettel,
nhà tài trợ bạc, công ty cổ phần bóng đèn điện quang cùng các đơn vị đồng hành. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đơn vị bảo trợ truyền thông đã quan tâm và lan tỏa cho chương trình. Thay mặt cho Vinasa, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu và chia sẻ của ông Nguyễn Văn Khoa. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ ngay lên sân khấu có lời phát biểu chào mừng. Trân trọng kính mời. Để định hướng cách thức tổ chức triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cam kết đồng hành cùng các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai chuyển đổi số nói chung, trong việc phát triển ICT trong đô thị thông minh nói riêng, để việc triển khai đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả và bền vững trong dài hạn. Sau cùng thì tôi xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu và chia sẻ của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng. Thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào phần chính với các bài trình bày của các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng hành lang pháp lý, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai thành phố thông minh. Nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng và phát triển đô thị thông minh cũng chính là thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, thành phố đó. Và nói cách khác thì xây dựng phát triển đô thị thông minh phải gắn chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ giữa chuyển đổi số và đô thị thông minh, sự thay đổi nội hàm khái niệm đô thị thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thông qua bài trình bày của ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ Vinasa. Trân trọng kính mời ông. Tinh thần chung là từ cái điện thoại trong túi chúng ta gọi là smartphone, điện thoại thông minh, thì căn nhà thông minh, rồi thành phố thông minh, rồi xe hơi thông minh, cái gì cũng thông minh. Đặc trưng cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó là cái cuộc cách mạng về thông minh hóa. Thì cái cuộc cách mạng về thông minh hóa này đặc trưng của cái cuộc cách mạng này là cách mạng công nghiệp lần thứ tư có cái đặc trưng về cái chuyện thông minh hóa, đó là về cái hệ thống, nó gọi là hệ thống thực số, tức là physical, cyber physical system. Đây là một cái ý rất là quan trọng, tức là cái chuyển đổi số đó là chuyển từ cái thực thể chúng ta, thế giới vật lý sang thành ra cái thế giới vật lý số. Nó không phải là xây dựng đô thị thông minh, không phải là xây dựng thành phố số để thay cho cái thành phố thực, mà nó là quá trình tích hợp công nghệ số vào trong cái
cái thành phố thực để cho nó tạo thành hệ thống thực số. Hệ thống thực số ấy nó trở nó thông minh hơn, nó hiệu quả hơn là so với lại cái trong cái thế giới thực. Thì trong cái khái niệm đô thị thông minh nó có cái rất quan trọng, tức là đô thị thông minh là một cái hệ thống phức tạp, nó gồm có cái thế giới vật lý mà thường trong ngành xây dựng người ta gọi là cái hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, cấp nước, thoát nước, vân vân, thì đấy là cái hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Rồi nó có cái hạ tầng kinh tế xã hội, tức là nó có cái phần xã hội trong đó. Đấy. Và thứ ba, cái thành phần thứ ba là cái thành phần sinh học cũng rất là quan trọng, nó tạo ra môi trường sống của chúng ta. Chúng ta hay quen nói là chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta sống phải bảo vệ môi trường. Trong cái thành phố Hà Nội này không có một tí nào gọi là thiên nhiên nữa cả. Đến cái cỏ, cái cây mọc ngoài đường là đều do con người trồng nên cả. Thì bây giờ chúng ta phải kiến tạo ra cái môi trường vật lý, môi trường sinh học và cái môi trường xã hội. Bây giờ chúng ta tích hợp thêm cái môi trường cyber, cái môi trường số vào nữa để tạo thành một cái hệ chung gọi là hệ vật lý xã hội số, tức là cyber physical social system. Thì đây là một khái niệm mới. Và chuyển từ cái hệ thống thực sang cái hệ thống thực số đấy chính là quá trình chuyển đổi số. Và thì cái đích đến của cái chuyển đổi số là thông minh hóa. Đích đến của chuyển đổi số thông minh hóa. Chúng ta nói chuyển đổi số doanh nghiệp, tức là chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp thông minh. Chúng ta chuyển đổi số đô thị, thì chúng ta tạo ra cái đô thị thông minh. Thì đấy là một cái hiểu nhất quán. Tức là dưới cái tác động của cái khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, thì khái niệm đô thị thông minh bây giờ nó cũng được hợp nhất vào cái dòng chung của câu chuyện chuyển đổi số. Cho nên ở một cái thành phố, ví dụ như Hà Nội hay Đà Nẵng, mà chúng ta nói chuyển đổi số của Đà Nẵng chính là đô thị thông minh của Đà Nẵng, chuyển đổi số Hà Nội chính là đô thị thông minh của Hà Nội. Cho nên hai cái này, nó chuyển đổi số là quá trình, còn cái đô thị thông minh nó là giống như cái đích đến. Và bản chất cả chuyển đổi số lẫn đô thị thông minh thì đều là xoay quanh câu chuyện, nó là cái phương thức phát triển. Nó là cái phương thức phát triển. Thì tôi sẽ nói thêm về cái này. Tức là chuyển đổi số doanh nghiệp. Đấy. Thì cái này tôi đã nói rồi, tức là cái thành phần xã hội. Tôi muốn nói thêm một chút về thành phần xã hội. Khi nói đô thị thông minh, chúng ta nói là lấy con người làm trung tâm. Chúng ta tạo ra các tiện ích tốt để phục vụ cho con người. Chúng ta nói là xây dựng đô thị thông minh là để phục vụ cho con người. Nhưng còn cái vế thứ hai rất là quan trọng chính là con người. Trong cái đô thị thì ngoài cái hạ tầng đường xá, nhà cửa, cấp nước, thoát nước, điện, vân vân, viễn thông, rồi thì cây xanh, hồ nước, vân vân, thì chúng ta còn một cái môi trường rất quan trọng trong đô thị, tức là chính con người là sống trong đô thị đấy, cái môi trường xã hội trong chính cái đô thị đấy. Chúng ta thì cái môi trường vật lý sinh học thì nó tích hợp với cái môi trường số, thì cái ý này tôi đã nói ở phần trên. Thì khi mà khẳng định xây dựng đô thị thông minh ấy, trong nó như là một cái khái niệm ở trong một cái hoạt động ở trong cái chuyển đổi số chung ấy, thì nó có câu chuyện là bản thân xây dựng đô thị thông minh nó không có mục đích tự thân của nó. Cũng giống như chuyển đổi số không có mục đích tự thân. Không phải chuyển đổi số để đạt được các cái chỉ tiêu về chuyển đổi số. Chuyển đổi số là phương thức phát triển, cho nên nó phải phục vụ cho cái mục tiêu chiến lược phát triển của địa phương. Ví dụ như là thành phố Đà Nẵng, chiến lược phát triển là như thế nào? Thì cái chuyển đổi số hay cái đô thị thông minh ấy, là nó để phục vụ cho mục tiêu đó. Tôi nói lấy một cái ví dụ, khi mà xong cái dịch Covid chúng ta bị chúng ta phát hiện rằng hệ thống y tế cơ sở là gặp vấn đề, là không đáp ứng được cái năng lực chống dịch, thì chuyển đổi số hay là đô thị thông minh hay là xây dựng hệ thống y tế thông minh ấy, là một trong các biện pháp, là một trong các cái phương thức để nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế cơ sở, chứ không phải là cái chuyện nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở là xây thêm bệnh xá không thông minh, rồi sau đó gọi ông công nghệ thông tin đến để làm cho cái thứ không thông minh ấy trở nên thông minh. Thì đấy là cái chúng ta phải hiểu. Thế còn cái chủ đề chính của cái hội nghị hôm nay của chúng ta là nhấn mạnh về vấn đề hạ tầng. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thế này, các khái niệm quốc tế đều xoay quanh cái câu chuyện 6 cái trụ cột của đô thị thông minh. Chúng ta nói về quản trị thông minh, chúng ta nói về cư dân thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, vân vân. Câu hỏi đặt ra, chính quyền đô thị không có làm kinh tế, chính quyền đô thị cũng không có di chuyển thông minh,
chính quyền đô thị chỉ có chịu trách nhiệm xây dựng ra cái hạ tầng, xây dựng cả hạ tầng bao gồm kể cả hạ tầng pháp lý để cho người dân người ta làm, người ta chữa bệnh cho nhau, rồi thì người ta buôn bán kinh doanh. Kinh tế số không phải là việc của chính quyền, nhưng cái hạ tầng số để cho kinh tế nó chuyển đổi số được thì cái đó là trách nhiệm của chính quyền. Thì trên cái mô hình ở đây ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh thêm mấy cái ý thôi. Tức là do cái chuyển đổi số nó là hệ thống thực số, tức là không phải là xây dựng hệ thống số, xây dựng giao thông thông minh thì không phải là mọi người sẽ di chuyển trên mạng, mọi người vẫn di chuyển trên đường. Nhưng cái công nghệ số được tích hợp vào cái hạ tầng giao thông để cho cái hạ tầng giao thông nó trở nên thông minh. Thì cái nền tảng của cái đô thị thông minh là phải có cái hạ tầng thông tin thông minh. Cho nên chủ đề chính của hội nghị hôm nay của chúng ta là nói về câu chuyện về hạ tầng. Thì cái đô thị thông minh nó khác đô thị không thông minh. Đầu tiên ấy, là nó phải có cái hạ tầng thông tin. Nó phải có cái hạ tầng thông tin mạnh, hạ tầng thông tin phải an toàn. Hạ tầng thông tin ấy thì bao gồm những thứ mà như anh Khoa trong cái phát biểu khai mạc cũng đã nói, chúng ta phải có một cái hạ tầng dữ liệu. Và đặc biệt hạ tầng dữ liệu đô thị là phải thống nhất. Hạ tầng dữ liệu thống nhất, hạ tầng kết nối tin cậy bao gồm IoT, bao gồm cái năng lực xử lý dữ liệu. Thì cái hạ tầng thông tin là cái làm cho cái đô thị thông minh nó khác với đô thị không thông minh, là anh phải quy hoạch được cái hạ tầng thông tin đấy. Thứ hai là dùng cái hạ tầng thông tin đấy, anh phải thông minh hóa cái hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tức là anh thông minh hóa giao thông, anh thông minh hóa cấp nước, anh thông minh hóa cái thoát nước, anh thông minh hóa cái chuyện cây xanh chiếu sáng, vân vân. Thế rồi anh thông minh hóa cái hạ tầng kinh tế xã hội. Trên nền cái hạ tầng thông tin dùng chung đó thì anh sẽ xây dựng y tế thông minh, anh sẽ xây dựng cái hệ thống thương mại thông minh, hệ thống logistics thông minh cho đô thị, rồi anh xây dựng cái hệ thống y tế thông minh, vân vân. Và cái đô thị thông minh, một ý nữa là đô thị thông minh thì phải được xây dựng một cách thông minh. Đô thị thông minh phải được xây dựng cách thông minh. Thì như Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng mới nêu ra, tức là cái này nó phải thông minh từ khi quy hoạch. Từ khi quy hoạch xây dựng thì anh đã phải quy hoạch nó là đô thị thông minh. Ở đây tôi cũng thấy có nhiều đại diện nhiều thành phố. Chúng ta đang xây dựng quy hoạch đô thị của các cái đô thị. Chúng ta không thể, ví dụ như tỉnh Quảng Ngãi đi, chúng ta xây dựng cái thành phố quy hoạch xây dựng của thành phố. Trong đó không có một chữ thông minh nào cả. Xong ta chuyển cho cái anh Sở Thông tin Truyền thông và ông làm cái đề án thông minh hóa cái thứ không thông minh ấy đi. Thì cái đấy là nó không đúng. Cái nó không đúng. Muốn xây dựng đô thị thông minh thì ngay trong cái quy hoạch phát triển của đô thị đó, trong cái quy hoạch xây dựng đô thị đó phải phản ánh rằng hạ tầng kỹ thuật nó sẽ thông minh, hạ tầng y tế nó sẽ thông minh, hạ tầng giáo dục nó sẽ thông minh. Đấy, thì nó là cái chủ trương đầu tư ban đầu nó phải là như vậy. Thế và một cái ý cuối cùng tôi muốn nói thêm, tức là về cộng đồng thông minh. Tức là cộng đồng thông minh, tức là chúng giống như chúng ta sống trong khu đô thị, có thể là hạ tầng kỹ thuật nó chưa được tốt lắm, nhưng mà cái môi trường chúng ta hay gọi là môi trường văn hóa cao, môi trường dân trí cao, tức là cái cộng đồng người ta đối xử với nhau một cách nó có văn hóa tốt, thì cái đấy gọi là cái xây dựng cộng đồng thông minh. Thì cái giải pháp đô thị thông minh ấy, mọi cái giải pháp đô thị thông minh nó phải kết hợp giải pháp công trình, giải pháp quản lý với cái giải pháp công nghệ. Chúng ta không thể khoán trắng cho anh công nghệ thông tin rằng là phải làm cho đô thị thông minh, trong khi con đường nó không thông minh. Có Hà Nội, ở đây có Hà Nội, tôi cũng nói luôn, cái đường xuyên tâm thế này buổi sáng đi vào bao giờ cũng tắc, buổi trong khi chiều ra thì lại vắng, và buổi chiều thì lại ngược lại, tắc theo chiều ngược lại. Thế thì chúng ta, nhưng mà giải phân cách to giữa đường, chia đôi con đường ra rồi. Chúng ta không thể nào dùng cái điều khiển thông minh để dành 2/3 làn đường để cho đi vào vào buổi sáng và ngược lại ra buổi chiều. Trên cái giải pháp thông minh nó phải là kết hợp giải pháp công trình, giải pháp công nghệ và giải pháp quản lý. Thế còn hạ tầng thông tin thì tôi cũng đã nói, cái này rất là quan trọng đối với các đô thị. Thì tôi muốn nói này, hạ tầng thông tin nó giống như hệ thần kinh của cái đô thị. Chúng ta không thể xây dựng một cái đô thị mà nó không có cái hệ thần kinh. Đấy, cho nên là phải đầu tư cho cái hạ tầng thông tin này rất là quan trọng. Thế còn một việc nữa thì tôi muốn nhấn mạnh cái này, và cái này là trong đề án 950 của chính phủ cũng đã nói rõ, nhưng trong quá trình các địa phương triển khai là thường không chú ý. Tức là xây dựng quá đô thị thông minh ấy, xây dựng đô thị thông minh không phải là một cái bản thiết kế. Chúng ta duyệt xong, chúng ta đầu tư rất nhiều tiền xong chúng ta làm cho nó thành thông minh được. Mà nó là một quá trình lâu dài. Nó là một quá trình lâu dài. Cho nên ấy, là có một cái nguyên tắc tôi gọi là nguyên tắc tam quy, tức là cấy cái gen thông minh vào cho đô thị là cái chúng ta có thể làm ngay. Một là quy hoạch. Tam quy là một là quy hoạch, hai là quy chế,
và ba là quy chuẩn. Quy hoạch là gì? Phần trên tôi đã nói và đề án 950 cũng nói, đô thị thông minh là phải thông minh từ quy hoạch. Cái thứ hai là phải có quy chế để làm gì? Cái gì xây mới thì phải thông minh từ đầu. Cái gì nâng cấp cải tạo thì phải bao hàm nội dung thông minh hóa. Thế còn cái quy chuẩn thì là chúng ta cũng biết, tức là chúng ta không thể có các cái thực thể thông minh mà không nói chuyện với nhau thì không tạo thành thành phố thông minh. Điển hình như chúng ta bây giờ vẫn đang làm y tế thì chuyển đổi số về phía y tế, giáo dục chuyển đổi số giáo dục, nhưng hai ông giao thông chuyển đổi số giao thông, nhưng mà các ông lại không nói chuyện với nhau về mặt kể cả tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng không trao đổi được dữ liệu với nhau, thì nhiều thứ thông minh không hợp là thành một cái tổng thể thông minh. Cho nên quy hoạch, quy chế, quy chuẩn là ba cái mà cần phải chú ý trong cái phát triển đô thị thông minh. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa. Kính thưa quý vị, vai trò của công nghệ thông tin thì rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của đô thị, thành phố thông minh. Tuy nhiên, việc sử dụng và đưa công nghệ thông tin vào như thế nào để đảm bảo đem lại lợi ích cho người dân và phát triển đô thị bền vững có thể được tích hợp giữa các lĩnh vực khác nhau trong đô thị thông minh thì đó đang là vấn đề để quan tâm. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thông qua phần trình bày của ông Đinh Hoàng Long, Phó trưởng phòng dịch vụ số, Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trân trọng kính mời ông. Thưa Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, kính thưa quý vị đại biểu, đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế, thì theo phân công của lãnh đạo chúng ta. Trình bày của tôi thì sẽ theo hướng là trao đổi và chia sẻ thông tin, với cái mong muốn là chúng ta cùng hình dung ra được một cái bức tranh tổng thể về phát triển ICT trong đô thị thông minh. Như quý vị cũng đã biết, thì đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam thì đã xác định rất nhiều các cái nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức triển khai, và trong đó thì phần lớn các nhiệm vụ, giải pháp thì đều có liên quan đến việc áp dụng công nghệ có yếu tố thông minh để phục vụ quản lý và phát triển đô thị, bao gồm việc xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia, cơ sở dữ liệu không gian đô thị, cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển ứng dụng thông minh hỗ trợ ra quyết định trong công tác quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh thì trong đó bao gồm hạ tầng ICT và phát triển các dịch vụ và tiện ích thông minh. Thì trong đó thì Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với cả Bộ Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông minh, và phối hợp với các bộ ngành liên quan để hướng dẫn các địa phương triển khai áp dụng khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh. Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị thì một lần nữa khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Đó là ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý GIS và công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ tại các đô thị tương đương với các nước khu vực và trên thế giới, tích hợp hệ thống đo lường, cảm biến, các hệ thống dữ liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu tại đô thị, cấu trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, hình thành một số nền tảng số dùng chung cho các đô thị và vùng đô thị. Thì ở trên tôi có điểm nhanh lại các cái nội dung chính về phát triển ICT trong quản lý và phát triển đô thị nói chung và trong phát triển đô thị thông minh nói riêng. Thì có thể nói là các nội dung về phát triển ICT trong đô thị thông minh là rất rộng, và phong phú và đa dạng, bao trùm nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và với nhiều thực thể tham gia. Vì ICT là công cụ không thể thiếu để giúp thông minh hóa các quy trình quản lý và cung cấp các dịch vụ phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
Nếu để lấy một cái hình ảnh để minh họa cho cái vai trò của ICT trong đô thị thông minh thì cá nhân tôi rất tâm đắc với cái hình ảnh của tổ chức ITU. Và hình vẽ này nó thể hiện cái kiến trúc ở mức khái quát về ICT trong đô thị thông minh. Thì trong đấy nó thể hiện cái vai trò trung tâm của ICT là cái lớp giữa, vai trò làm cầu nối, kết nối các thực thể tự nhiên vật lý như là môi trường, sông ngòi, rừng núi và cái hạ tầng cứng như là điện, đường, trường trạm, để mà cung cấp dịch vụ, phục vụ quản lý và phát triển cái đô thị thông minh cho người dùng. Thực hiện cái nhiệm vụ được giao thì Bộ Thông tin Truyền thông đã sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành cái khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh Việt Nam phiên bản 1.0 trên cơ sở là tham khảo các cái tiêu chuẩn quốc tế và ở đây dựa trên cái tài liệu của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO. Thì theo đó thì khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh hướng tới xác định các cái thành phần và các chức năng của các thành phần để giúp các địa phương xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh riêng của địa phương. Thì việc xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh thì có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các địa phương xác định tầm nhìn và kế hoạch tổng thể lâu dài, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ và bền vững trong phát triển đô thị thông minh. Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh thì đóng vai trò là nền tảng tổng thể, làm căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan thiết kế xây dựng các thành phần, chức năng, giải pháp và dịch vụ ứng dụng ICT trong việc xây dựng phát triển đô thị thông minh tại địa phương. Hiện nay qua theo dõi tổng hợp của Cục Chuyển đổi số Quốc gia thì đến nay có khoảng 50 địa phương đã và đang triển khai đô thị thông minh. Tuy nhiên thì trong đó thì mới chỉ có hơn 20 địa phương là đã ban hành kiến trúc ICT. Và cũng đánh giá của cá nhân tôi ấy, thì là trực tiếp mà tham gia góp ý cho các kiến trúc ICT của các địa phương thì tôi thấy nhiều địa phương cái bản kiến trúc chất lượng chưa được cao, tức là mới chỉ ở mức khái quát chung, chưa đi vào chi tiết cụ thể. Về định hướng ở trong thời gian tới thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có văn bản gửi các địa phương để báo cáo tổng thể về phát triển ICT trong đô thị thông minh, trong đó có việc áp dụng kết quả triển khai áp dụng khung tham chiếu. Thì hiện nay thì Cục Tin học hóa đang tổng hợp kết quả cái báo cáo của các địa phương và dự kiến là trong năm 2023 thì sẽ nghiên cứu và đề xuất trình lãnh đạo bộ để ban hành cái khung tham chiếu ICT phiên bản 2.0 trên cơ sở là kế thừa từ cái bản 1.0 và có bổ sung thêm các cái thành phần mới nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm gắn kết với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Sau cùng thì tôi xin phép được đưa ra một số vấn đề về phát triển ICT trong đô thị thông minh để cùng trao đổi tại hội nghị. Thứ nhất là khung tham chiếu ICT thì đưa ra các thành phần tổng quát chung về ICT cho đô thị thông minh, nhưng mà từng bộ ngành liên quan thì theo chức năng nhiệm vụ được giao tại đề án thì có những hướng dẫn và những yêu cầu về triển khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành riêng phục vụ cho đô thị thông minh, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu không gian đô thị, cơ sở dữ liệu đô thị, cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoặc là kiến trúc như Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đang xin ý kiến về kiến trúc giao thông thông minh. Thế thì vấn đề đặt ra là các địa phương khi triển khai thì phải gom lại những cái nội dung này trong một bản kiến trúc tổng thể như thế nào để nó đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong cái tổ chức triển khai. Cái thứ hai nữa là về vấn đề kết nối và chia sẻ dữ liệu. Thì phát triển đô thị thông minh là quản lý và phát triển đô thị dựa trên dữ liệu, và do vậy dữ liệu phải được chia sẻ kết nối giữa các ngành lĩnh vực tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể. Phần lớn các địa phương hiện nay đang gặp phải vấn đề khó khăn liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu ở địa phương và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa địa phương với các bộ ngành trung ương. Vấn đề thứ ba là về cung cấp dữ liệu mở và mở dữ liệu. Dữ liệu của chính quyền đô thị cần phải được mở để tái sử dụng và khai thác hiệu quả hơn.
Tuy nhiên thì qua theo dõi thì đây là vấn đề rất lớn, còn hạn chế của các địa phương. Thì qua tổng hợp thì Cục Chuyển đổi số Quốc gia nhận thấy đến nay mới chỉ khoảng độ 10% các cơ quan, bộ ngành và địa phương là đã cung cấp dữ liệu mở và mở dữ liệu. Vấn đề sau cùng đấy là về nguồn nhân lực để tổ chức triển khai. Thì các địa phương cần phải tổ chức được đội ngũ nhân lực giỏi, có chuyên môn cao để thực sự làm chủ trong việc triển khai ICT cho đô thị thông minh. Và theo đánh giá của Cục Chuyển đổi số Quốc gia thì đội ngũ công nghệ thông tin của địa phương mà được giao làm công tác tham mưu triển khai ICT cho đô thị thông minh thì gần như là chưa được đào tạo bồi dưỡng một cách bài bản về đô thị thông minh. Ngoài ra thì các địa phương hiện nay thì chúng tôi đánh giá là cũng còn rất thiếu cái chuyên gia về phân tích dữ liệu. Mặc dù dữ liệu đã được mở nhưng dữ liệu chỉ có giá trị khi được khai thác sử dụng. Và đây là vấn đề các địa phương hết sức quan tâm khi phát triển đô thị thông minh. Và báo cáo với hội nghị thì phát triển đô thị thông minh ấy, thì là vấn đề lớn và phức tạp. Thì về phía Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông thì hết sức trân trọng và cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, doanh nghiệp và đặc biệt là ý kiến góp ý của các địa phương. Mà liên quan đến các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cho đô thị thông minh. Vì các địa phương chính là nơi mà trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện đô thị thông minh và cũng là nơi mà có cái thực địa để mà có thể kiểm chứng được các cái văn bản chính sách, những quy định, hướng dẫn của bộ ngành trung ương về phát triển đô thị thông minh đã phù hợp hay chưa để từ đó có những cái điều chỉnh bổ sung. Và sau cùng thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình đây. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của ông Đinh Hoàng Long. Và kính thưa quý vị, qua phần trình bày vừa rồi thì tôi tin rằng các lãnh đạo của các tỉnh, thành phố hiện diện trong hội nghị ngày hôm nay cũng sẽ có những định hướng đúng đắn hơn về việc xây dựng kiến trúc ICT, phát triển đô thị thông minh cho địa phương của mình và đảm bảo sự đồng bộ trong việc lập kế hoạch, lộ trình thực hiện để phát triển đô thị thông minh. Và thưa quý vị, phát triển đô thị thông minh một cách hiệu quả và bền vững chính là mối quan tâm hàng đầu của không chỉ chính phủ, lãnh đạo địa phương mà còn của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Và với kinh nghiệm lâu năm làm việc với các tỉnh, thành phố trong cung cấp các giải pháp cho thành phố thông minh, sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần trình bày của ông Stephen Michael Prust, Giám đốc Tư vấn cấp cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT sẽ cùng chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai những kiến nghị về chính sách cho cả chính phủ và doanh nghiệp để thực thi xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam. Trân trọng kính mời. Please welcome Mr. Stephen Michael Prust. Ok, xin kính chào buổi chiều các quý vị. Tôi xin phép được trình bày bằng tiếng Anh. I want to thank Vinasa for inviting us here today to give our perspectives on this important topic. And I want to thank you all, Mr. Deputy Minister, leaders of business and government, ladies and gentlemen, for taking the time to listen to us today. I'm going to shift gears a little bit and not talk so much about what is involved in smart city development, but talk about what we as a community need to do to make sure it's successful, to actually make it happen. And whereas we have some successes and some development in smart city in Vietnam, it could be going a lot faster and there could be a lot more development that we would be seeing. I want to talk first about the context in which smart city development takes place, and then the respective players and the respective roles of the key players in that process. Then I want to highlight some observations we've made about smart city development and what the practical considerations are for us for moving forward. What is it we actually need to do on the business side and on the government side? So I'll start. Oh, I need, I think I need a clicker. Are you doing it? Okay.
Where does smart city fit in the scheme of things? And Mr. Quang has already mentioned a bit of this about where what smart city is and where it fits. So you will have seen, if those of you who have been paying attention to FPT presentations, you will have seen this slide before. Please go to the next slide. Smart city, we see that as part of the national digital transformation context, smart city is one of is in one of the four key pillars of that process. On the left, you see enterprise digital transformation and industry digital transformation, which is larger digital economy. You see in the next one is what we call urban and regional digital transformation, which is smart city development, smart township development, smart region development, even smart industrial parks, smart ports, all that we lump together as urban and regional digital transformation. And of course, there's government digital transformation and then society's digital transformation. But the key here is who are the key people leading and responsible for making those different pillars happen? Obviously, on the far left is the businesses, is the industries themselves. So that's led by business and facilitated by government. The next one, though, is the complicated one and the one we're here talking about today, which is urban and regional digital transformation is really led by a collaboration of private business, government, academia, communities, civil society. Everybody is involved in making smart city happen. Government is government, and people essentially driven by people's just ongoing demand for digital tools, digital services from people, okay? So this is where it's important. Now, the question is, who's responsible for making it happen? Who's actually responsible? And to do that, we have to look at, the next slide shows a framework that we work from in order to develop it into segments, right? Starting at the top, you see strategic objectives. The ultimate objectives of all of this work is digital government services, digital government operations, it's smart city services, and it's digital economy. It's digitalized industries, it's fintech, it's e-commerce, all those things. And then below that, you have a set of programs that for government and for smart cities, there's actually programs to make that happen. On the economy side, that's really business is business, right? They do what they do to make it happen. So we don't really break that down so much. Then you have a set of enablers. And the enablers, sorry? Oh, is this a pointer? Oh, it's not a pointer, but it does do that. Okay, I got ahead of myself by pressing the button. I shouldn't do that. Anyway, the enablers are critical because they contribute to all, to the economy, to smart city, to digital government. Without those enablers in place, none of those things would happen. Digital ID, digital payments, digital cybersecurity, of course, ICT infrastructure, telecommunications. If we can't communicate, if we can't access the internet, we get no transformation, right? And then below that are a couple of things, policy environment and regulatory environment, okay? All of this sits on top of our sort of macroeconomic drivers, right? We're global markets, global economies, those kinds of things that are less in our control. So the question is, who's responsible for what? And I've already given you a quick preview of that by showing, obviously, businesses are responsible for transforming businesses. The government is responsible for transforming government. But the key here is that there's a shared aspect of this whole thing, which is everything related to smart city is shared among those two parties. Everything in those enablers can't be done by government alone. It can't be done by business alone. Responsibility is shared across both of the parties, the key parties, to do those things. Okay, so let's talk about some things now that we have learned about smart city development in Vietnam. And what we've learned and what we believe are the implications for government and for business. Before I do that, I just want to check in this room, if I could, if everyone that works in government could raise their hand. How many people in the room work in government? One? Only one? Really?
Everybody else, okay, how many people work in business and represent businesses? Okay, a lot more, but I don't think everybody raised their hand, but that's okay. So we don't have balance. So all of my implications for government are going to be for just one person or one or two people, but business is going to be more important. But anyway, I think it's important, you know, a lot of our messaging here is for government, and we'll see why in a minute. So the first observation that we're going to make here is that despite the fact that we just talked about it being a shared responsibility between business and government, smart city, the reality is in Vietnam that smart city planning and development is going to be dominated by government and led by government for some time. The legacy planning of a planned economy, the public ownership of a lot of the utilities, all these things mean that government is going to continue to take a very leading role in getting smart city done, whether it's right or not, but that's just what's going to happen, okay? So the implications now for businesses, and the first one is really the biggest, and maybe my biggest message of this whole presentation, which is multi-stakeholder, multi-level, multi-discipline planning process needs to be put in place. Planning and then management process. Okay, and we talk about how we do plans, okay, we do plans and then we send them out for comment, right? Oh, one more big plan gets made and then we ask for comment from a lot. That's not the same as planning together. And we need to establish a system whereby we put together groups of people who literally are responsible for producing the plan. And once they put that plan together, they're also responsible for ensuring its implementation, which means they also have to have authority to make decisions. And they have to have budget authority to fund the work that's there. And I understand that that's not consistent with the way we plan normally in Vietnam and the way money is allocated, resources are allocated, but it's a critical piece of smart city success. I was on a webinar run by the US ASEAN Smart City Partnership just a couple days ago. They have an integrated urban services program. And they had several case studies were presented by people from Philippines, Malaysia, India, other places. Every single one of them said that the most important aspect of their success was multi-stakeholder collaboration, multi-discipline collaboration in the process. So until we can really get genuine collaboration across academics, civil society, local government, and that's vertical too, vertical integration as well as horizontal integration. You need both. Across disciplines, ICT, construction, health, security, as well as national, provincial, local, sublocal, right? So we really have to figure out a way to do more integrated planning and implementation. So let me not take, I might highlight a few of these because I think my time is limited. I set up for about 20 minutes and I think I only have 15, so. So government has to be clear about what they want to accomplish under smart city programs. They need to establish formal mechanisms to involve more stakeholders and collaborative governance structures. So once you're done, you still have to have a governance structure that has everyone involved. Rationalize international cooperation and outreach. Establish a shared understanding of the goals and objectives across all the stakeholders so everybody understands what the target is. For businesses, they need to be clear about government procurement regulations, processes, and procedures. Be prepared to and resourced to work with multiple levels. Until we get that collaboration, businesses have no choice but to deal with people at all levels. And I know everyone recognizes this, everyone in the industry knows this, but what people sometimes forget is how much time and energy and money that costs as a business to deal with everybody at each level all the time in that process. So that's a big challenge and is going to continue to be a challenge. Okay, the next observation we made was that, surprise, government budgets are tight. Government budgets are very small, right? Somehow we have not gotten the message across to government how much IT costs, how much these solutions really cost and what it takes to build them, right?
So that's something we have to keep working on is and government needs to do some benchmarking with other countries to see in which cases what it costs to do a full system, to build infrastructure, data, software, the works. All the layers of an architecture is not an inexpensive proposition. It costs a lot of money. So the sooner that we can get everybody to realize that and funnel more money, and I get that there's competition between all the sectors in the government, but we need more money in ICT. I don't think anybody here, given that 90% said their business, is going to argue with that, right? And the other thing is business models. We now have cloud services. We have everything as a service. Government has to be able to leverage the value in buying things as a service instead of investing their own money in building their own platforms, because there is a business case for it, and they have to be able to do that. And right now, regulations around ICT procurement, ICT investment, ICT pricing don't really line up with the idea of buying things as a service, large-scale systems as a service. So we need to think about how to loosen up those regulations or broaden them so that a clear set is there for when government decides it wants to do services rather than build them their own access. So businesses, well, you need to discount, right? Which I'm sure you know that also. You need to reduce your costs. You need to find ways to have low-cost solutions the government can afford. You need to be prepared to partner with the government to do things, to take some of the risk, to take on board some of the risk in the job, so you have some success-based contracting mechanisms, so that if it saves money if it generates revenue, you get a portion of that rather than fees. Those kinds of things are available. The next lesson is that, and Mr. Kwong also talked about this a little bit, is that smart city programs, digital government programs, digital transformation programs, you know, these things come along because they're new trends and they're new, based on technology developments, they become new things that people can do. And so suddenly we have to have a new plan for smart city, we have to have a new plan for digital government, we have to have a new plan for national transformation, when actually they're the same thing, right? We really have to recognize that there's a huge overlap in the objectives of those programs, in the benefits coming out of those programs, and what they represent. So that's going to be an important thing that the government does. Be very clear about expected outcomes for each of them. So number one, if you are, you will see the overlap. You'll see where they can be conflated, they can be merged. Or you'd call them something else. So if you come up with a new project or a new program, invest in it and implement it on the basis of its own inherent value. It doesn't matter what you call it. If you put it in smart city, you put it in digital, it just doesn't matter. It's what it is and what benefit that's going to generate for the people. That's what matters most. For businesses who are Some of the responsibility has to lie on business, because as soon as something comes out, we make it a very shiny object that is very attractive to the consumers and to our customers and our buyers. And so we end up saying, oh no, that's smart city. We're talking about digital government. Oh, that's digital government. We want to talk about smart city. You know, so we're responsible for a bit of the confusion. Our job then now is to offer a bit of clarity and to try to help generate that clarity in the environment, so that we recognize, you know, let's not get too hung up on terms and semantics and trends. The last one, which is kind of the focus of this particular session, is that government regulations aren't necessarily optimized for smart city development. And if you talk to practitioners in the field who are trying to build smart townships smart cities, they will tell you we have a real trouble with regulations. One of them, I've talked about the procurement, ICT procurement regulations, but that's just a part of it. The other one is complicated licensing and very kind of rigid licensing regimes for how you get a license to develop a property and to develop services in that property and digital infrastructure in that property. Another one is how you operate that property. You know, if you build a township, you're obliged to operate for 5 years
before you can hand it over to another service provider. And so how do you encourage other service providers to invest in building the infrastructure for that smart city if they can't even get involved for several years? So some review of that needs to be done. So really the implications there for government is that we have to consider regulation reform. We have to review and revise those regulations that really are not helping us to facilitate the development of smart city, that are not helping us to really move ahead. For business, you have to accept the ones that you have to live with because they are what they are. Call out the ones that you think you need to make some noise about and see if we can get some change. But most importantly, you have to, when you go to say, we need to change this regulation, we need this reform here, we need this change there, back it up with evidence. Do the analysis that the studies that show, you know, by doing this, we are losing an opportunity. By holding back on this, we cannot take advantage of that, okay? So it's not enough just to say, well, I can't make any money and I can't do my business because of this regulation. You have to say with evidence, with hard evidence, this is why the government, the people, we will all benefit if we change this and we can do it a different way. And business has the capability to do that. Companies have the resources to do that analysis and present those business cases to government. Okay, I think that's the last of my lessons. Let me just finish by, I just want to remind ourselves, me and you, about why we're here, why we're talking about this, right? We need to talk about the things we have to do to be successful in smart city development, and we need to talk about why smart city is a good thing for everyone, right? So smart city is successful when it's aligned and supports overall urban and regional planning. It has to be aligned with all those plans, has to be integrated. It's successful when public and private services are delivered efficiently, intelligently, and seamlessly. That's critical. People need public services, and it doesn't matter who's delivering it. They don't care who's collecting your garbage, if it's one city unit or neighborhood unit or whatever. They just want their garbage collected. It's successful when government, private enterprise, academia, and civil society all work together in concert to achieve common goals. Again, maybe the main message I'm trying to convey here. It's successful when programs driven from the top are aligned with bottom-up demand from an engaged and responsible and capable digital citizenry. So that fourth column of digital society development, that's happening. We have a digital society, and those people can make contributions and can help us to drive change. Most importantly, it's successful when everyone's lives are improved. No segment of the society should be left behind. Smart city is not for wealthy people who can live in enclaves and big new townships. It's for everyone. In fact, more so, smart city should be for those in packed quarters, packed areas, and lower income areas. That's where we need to deliver the services. And finally, it's successful when it promotes sustainable economic development, creating jobs, livelihoods, while protecting natural resources and the environment for all. So that's a bit of what we in the U.S. call a mom and apple pie statement, but that's really what we're trying to do with Smart City. And lastly, and I know I've gone over, my bosses would be angry with me if I didn't also mention that FBT is here and keen and willing to work with any and all of you to develop Smart City. And we already, with our current partners, have developed a lot of solutions across all of the major segments of what we consider to be Smart City services. And we really do want to work with everyone to make this successful. Thank you. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của ông Stephen Markopros. Once again, thank you, Mr. Stephen Markopros, for your presentations. Thưa quý vị, và Viettel gần đây thì đã cho ra mắt Viettel Cloud,
cho đô thị thông minh. Và hệ sinh thái này thì không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho hạ tầng các nền tảng số mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh. Và sau đây, xin mời lên sân khấu ông Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Chiến lược, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel sẽ lên chia sẻ sâu hơn về hệ sinh thái này. Xin chào ông. Và điều này thì sẽ tạo ra một cái khối lượng dữ liệu rất là khổng lồ, vô cùng lớn và góp
điều mà cái việc cái hạ tầng dữ liệu, chúng ta sẽ cần một cái hạ tầng dữ liệu thực sự lớn, thực sự có khả năng mở rộng để đáp ứng được với cái khối lượng dữ liệu khổng lồ trên. Thì công nghệ điện toán đám mây thì về cơ bản thì có thể cung cấp được cái cơ sở hạ tầng số với những cái khả năng lưu trữ dữ liệu gần như là vô hạn để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu tăng trưởng của dữ liệu. Những năm gần đây thì các cái cơ quan quản lý trên thế giới thì cũng đã ứng dụng cái công nghệ điện toán đám mây này rất là chặt chẽ trong việc triển khai và xây dựng các cái nền tảng đô thị thông minh. Cái ví dụ như ở thành phố Newport ở xứ Wales, Vương quốc Anh thì cũng đã triển khai cái giải pháp IoT platform để nhằm là cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát lũ lụt, quản lý chất thải và nâng cao đời sống của nhân dân. Hay là một cái ví dụ gần Việt Nam hơn, đó là ở Indonesia. Thì như mọi người đều biết thì thành phố Jakarta ở Indonesia là một trong những thành phố mà có cái tốc độ lún, tốc độ ngập nước sâu lớn nhất trên thế giới, chắc cũng chỉ hơn cũng chỉ chúng ta một chút thôi. Và các chính quyền cơ quan quản lý ở Jakarta ở Indonesia cũng đã triển khai ứng dụng các cái công nghệ điện toán đám mây như là cơ sở dữ liệu, máy chủ ảo hay là hệ thống IoT vào cái việc triển khai lưu trữ và chia sẻ những thông tin về lũ lụt và cung cấp cho người dân một cách nhanh nhất theo thời gian thực để đảm bảo được là người dân có được những cái thông tin ngay kịp thời về khi mà thiên tai xảy ra. Thì đây là một trong những cái ứng dụng rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa của điện toán đám mây. Thì ở Việt Nam thì cũng có một số các cái thách thức trong cái việc triển khai điện toán đám mây cho đô thị thông minh. Thì cái thách thức đầu tiên tôi muốn chia sẻ ở đây chính là cái thách thức liên quan đến việc đảm bảo an toàn an ninh dữ liệu. Bởi vì như chúng ta đã biết khi mà tất cả những dữ liệu được đẩy lên đám mây thì khối lượng dữ liệu rất là lớn, và trong đó thì dữ liệu của người dân, của người dùng thì cũng có thể bao gồm những dữ liệu rất là nhạy cảm đấy. Bởi vậy mà cái việc làm sao để chúng ta vừa thúc đẩy cái việc gọi là xây dựng thành phố thông minh, tăng cường cái việc trao đổi giữa tương tác dữ liệu giữa hệ thống, giữa chính quyền, giữa những tổ chức với nhau, và song song việc đó phải đảm bảo được các hành lang pháp lý của chính phủ cũng như là các cái tiêu chuẩn về an toàn thông tin là một trong những cái thách thức rất là lớn khi mà chúng ta triển khai điện toán đám mây cho thành phố thông minh. Một số cái thách thức khác như là đảm bảo cái độ tin cậy cũng như là cái khả năng mở rộng cho hệ thống cũng là một trong những cái thách thức rất là lớn của những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khi triển khai các giải pháp đô thị thông minh. Bởi vì hầu hết những cái giải pháp, những cái ứng dụng đô thị thông minh thì cần một cái sự liên tục để phục vụ cho người dân, cũng như là cần được cái sự mở rộng rất là lớn để đảm bảo được cái sự phát triển, đáp ứng kịp được cái sự phát triển của thành phố thông minh. Thì về phía tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội VTEN thì chúng tôi cũng rất vinh dự và được tự hào được ra mắt và cung cấp cái hệ sinh thái điện toán đám mây VTEN Cloud với sứ mệnh là cung cấp và đồng hành phổ cập được dịch vụ điện toán đám mây đến tất cả cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cá nhân ở Việt Nam, với mục tiêu đó là các cái giải pháp về điện toán đám mây có thể là phục vụ cho các cơ quan quản lý xây dựng và triển khai được các cái ứng dụng đô thị thông minh một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có tập trung và cũng được vinh dự được sở hữu một cái hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô bậc nhất Việt Nam với hơn 13 trung tâm dữ liệu đặt tại khắp các cái vùng Bắc Trung Nam. Ngoài ra thì các cái trung tâm dữ liệu của chúng tôi cũng đáp ứng được những cái tiêu chuẩn rất khắt khe về thế giới, trên thế giới, cũng như là có một cái lộ trình cam kết rất là bài bản để triển khai trong tương lai. Hệ sinh thái VTEN Cloud thì cũng có được cái sự đa dạng nhất định về số lượng sản phẩm phong phú từ lớp hạ tầng đến lớp nền tảng đến lớp ứng dụng để sẵn sàng cung cấp và triển khai các cái dịch vụ cho thành phố thông minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tự hào được đáp ứng được những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn thông tin trên thế giới như là tiêu chuẩn ISO 27001, 27000, 27018, IPCI DSS. Thì với cái kinh nghiệm triển khai các cái dự án, các cái giải pháp thông tin từ hơn 20 năm qua thì chúng tôi tự tin là cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong cái việc là xây dựng một cái hệ sinh thái đô thị thông minh cũng như là tăng cường cái việc là trao đổi, thúc đẩy cái việc tương tác giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân. VTEN, các cái sư của VTEN Cloud trong thời gian vừa qua thì cũng đóng góp và cũng hoàn thiện được một cái bộ giải pháp liên quan đến khu đô thị thông minh để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Giải pháp của chúng tôi thì có thể bao gồm từ những giải pháp phục vụ cho công dân, phục vụ
về công thông tin công dân đến những cái giải pháp để phục vụ cho những hạ tầng cơ bản nhất của đô thị thông minh như là điện, nước, hệ thống chiếu sáng hay là hệ thống camera. Để có được cái giải pháp này thì chúng tôi cũng sử dụng các tôi cũng nghiên cứu và sử dụng những cái nền tảng cốt lõi của điện thoại đám mây. Đầu tiên đó là nền tảng IoT platform, cloud IoT platform do các kỹ sư Việt Nam làm chủ. Thì với cái nền tảng này thì cái việc tích hợp và triển khai các cái thiết bị của những đối tác cung cấp thiết bị thông dụng nhất trên thị trường hiện nay thì diễn ra sẽ rất nhanh chóng và thuận lợi. Thứ hai nữa đó là chúng tôi cũng cung cấp được các cái giải pháp liên quan đến tính toán lưu trữ để nhằm giúp cho các cơ quan quản lý có thể là sử dụng và triển khai các cái giải pháp ứng dụng vào cho thành phố thông minh một cách đơn giản, hiệu quả và cũng rất tiết kiệm chi phí liên quan đến đầu tư và chi phí liên quan đến vận hành. Ngoài ra thì Viettel Cloud cũng cung cấp cái nền tảng học máy và trí tuệ nhân tạo để giúp cho các cơ quan quản lý cũng như là các doanh nghiệp có thể triển khai xây dựng những bài toán thông minh một cách rất là hữu ích và nhanh chóng. Ví dụ những cái bài toán liên quan đến giám sát, phát hiện ra những cái vi phạm liên quan đến an toàn giao thông hay là những bài toán liên quan đến phát hiện ra những cái vi phạm về an ninh trật tự. Thì với cái nền tảng học máy và trí tuệ nhân tạo của Viettel Cloud thì cái thời gian phát triển và thời gian triển khai những ứng dụng này sẽ được rút ngắn rất là nhiều. Trên đây là cái bài trình bày của tôi về cái việc ứng dụng cái sinh thái điện toán đám mây vào trong cái việc xây dựng và triển khai thành phố thông minh. Thì một lần nữa thì tôi xin chân thành cảm ơn và rất hy vọng các cơ quan quản lý doanh nghiệp có thể tiếp tục đồng hành, trao cơ hội và tạo điều kiện cho các doanh nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây ở Việt Nam nói chung và Viettel Cloud nói riêng để có thể tiếp tục cung cấp được các cái dịch vụ và xây dựng cái hệ thống trung tâm thành phố thông minh và chúng ta hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta xây dựng được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho công dân Việt Nam. Xin chào, cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Danh Thành. Kính thưa quý vị, vấn đề về pháp lý giúp các thành phố đô thị có thể triển khai được một cách nhanh chóng, hiệu quả các giải pháp thông minh cho các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, các tiện ích giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh từ một nước trong khu vực chính là bài học quý giá cho Việt Nam trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khu pháp lý phát triển Smart City từ Thái Lan. And now I would like to introduce Dr. Smith Bucharest, 5G Service Development Manager, National Telecom Public Company Limited, Thailand, will share about experience in building a legal framework for smart city development from Thailand. Please welcome. Sawadee krap. Xin chào. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Smith Bacharan. I am Acting Senior Director, Department of 5G Technology, Service and Development, National Public Company Limited, or NT. NT is a Thai state-owned telecommunication company, established and cooperatized in 2021. By resulting from the merger of CAT Telecom and TOT Public Company Limited, NT's main line of business is fixed line telephony, mobile telephony, international telecommunication infrastructure, including its international gateway, satellite, and submarine cable network connection. Thanks for inviting me share experience on the topic of experience in building a legal framework for smart city development. Okay. Smart city development is a part of Thailand digital economy and society development plan that focuses on sustainable long-term growth. However, there are many challenges in Thai context. For example, to raise capacity and competitiveness in all economic sectors with digital technology, including agriculture, manufacturing, and service with strong focus on SME
and commodity business. To reduce inequality with digital technology in area of income distribution, education, healthcare, and aging society, and access to information. To adapt and seize opportunity from economic integration, especially ASEAN Economic Community, or AEC, with free flow of goods and labor, to create wealth and escape the middle income trap by promoting and investing in both existing and new S-curve industries, including digital industry, to build capacity and prepare both IT and non-IT workforce for the digital era, to fight corruption by increasing government transparency and civic engagement through open data and digital technology. This is in line with preparation of the 20 years national strategy, but technology is changing rapidly. Therefore, the digital economy and society development plan determines the digital landscape or develop direction to divide into four phases and six strategic plan as follow. Phase 1. Phase 1, Thailand will focus on investing and building digital foundation to reap the benefits in later years. The Ministry of Digital Economy and Society is now launching priority projects in all strategies as well as introducing new digital law and institutional reform. Phase 2, at the end of this phase, the country will become Digital Thailand, in which everyone can access and make full use of digital technology, both socially and economically. This phase will focus on inclusive growth and development. Phase 3. This is a phase of full transformation in which Thailand will be driven by digital technology and innovation. All the four dimension goals must be achieved with this phase. Phase 4. The goal of long-term development here will be aligned with that of the national strategy, which sets the course for Thailand to become a developed country in 20 years. Digital technology will be used to create value in a long-term and sustainable manner. This is Digital Thailand strategy plan. There are six strategies. First, build countrywide high capacity digital infrastructure. Second, boost the economy with digital technology. Third, create a quality and equitable society through digital technology. Fourth, transform into digital government. Fifth, develop workforce for digital era. Sixth, build trust and confidence in the use of digital technology. To develop confidence in use of digital technology for the public, there are currently 5 laws that has been enforced, namely, first, the Electronic Transaction Act 2001 and the related laws with this act as follow: Royal Decree prescribing civil and commercial electronic transaction excludes from the application of the law on electronic transaction, for example, inheritance transaction and family transaction. Royal Decree governing criteria and method in conducting electronic transaction for government sector 2006, Royal Decree on security procedure in the marking of electronic transaction 2010. The second is the Computer Crime Act 2007, the Personal Data Protection Act
or PDPA 2019, the Cybersecurity Act 2019, and the Public Administration and Service with Digital System Act 2019. This law for three purposes. First, people will have trust and confidence in online transactions. Second, digital law and regulation will be updated to meet the demand of digital era. And third, digital standard will be introduced and implemented to ensure seamless online transactions. Most strategic objectives focus on technology development, except for the final strategic plan, which is creating digital laws. Strategic 6 has action and goal as follows. For the action, first, develop standards, rules, regulations, laws, and facilitating systems to ensure ease of doing business. Second, put in place appropriate digital laws. Third, build trust and confidence in online transactions. The goal is people will have trust and confidence in online transactions. Digital law and regulation will be updated to meet the demand of the digital era. Data standard will be introduced and implemented to ensure seamless online transaction. There are three main factors of digital standard development. The first factor is digital service. The second factor is trust services. And the third factor is digital technology. Each factor has different light color linked to related strategies. The digital standard framework was created by Electronic Transaction Development Agency, EDDA, E-D-D-E-T-D-A, EDDA. It looks messy, but if we focus on each group, it's easy to understand. The bottom group at the left-hand side is digital standard for trust service and digital service. Upper group at the left-hand side is trust services. A group at the middle is digital technology. And a group at the right-hand side is digital service and application. The Digital Economy Promotion Agency, or DEPA, DEPA, create Thailand Smart City Policy and Legal Framework. The top is policy, the middle is law, and the bottom is enforcement. The policy cover overall frameworks. It consists of National Plan and Smart City Vision released by National Smart City Committee. There are National Economic and Social Development Plan, Smart City Driving Master Plan, and Digital Development Plan for Economy and Society. Policy and framework level will build cooperation between sectors. This contribute to develop of the city, information security exchange, and promote and support trade and investment. Next layer is law, act, decree, and ministerial regulation lead to Town Planning Act, digital laws, and business law. And the last layer is enforcement. These are regulation and guidelines related law, related rule, regulation, and announcement are shown a group of dark green at the right hand side. This is Town Planning Act 2019. Town planning means planning, formulation, and execution in accordance with comprehensive plan and specific plan in town area and concern area
or county areas in order to create or develop a new town and blah, blah, blah. The related laws are shown in this framework. I will not go to in the detail due to the limited time. A framework was created by Digital Economy Promotion Agency, or DEPA. Before the end of my presentation, I would like to promote TCAO a little bit. This is a family of Thai CAO. I am a chapter committee of Digital Livable City. The last August this year, we organized Digital Transformation Summit 2022 at the Attini Hotel Bangkok. This event delivering a digital Thailand by engaging and connecting with our vision to nature digital workforce. With that, thank you for your attention. Once again, thank you, Mr. Smith Bucharest. Thưa quý vị, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn phần kiểm tra phía bên ngoài. Nếu như thành viên nào có cần sử dụng có thể di chuyển ra bên ngoài, chúng tôi đã phục vụ sẵn tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và nói đến đô thị thông minh ở Việt Nam thì chúng ta không thể không nhắc đến thành phố Đà Nẵng. Thành phố được mệnh danh là đáng sống nhất Việt Nam. Và tối nay thì thành phố Đà Nẵng sẽ được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp với danh hiệu xuất sắc nhất của Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022. Và Đà Nẵng cũng là thành phố đầu tiên định hướng xây dựng đô thị thông minh và một điển hình về phát triển kinh tế thông minh. Vậy thì những yếu tố nào góp phần giúp cho Đà Nẵng trở thành một đô thị thông minh điển hình cho các tỉnh thành khác ở Việt Nam? Thì sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu tiến sĩ Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm từ quá trình xây dựng đô thị thông minh của Đà Nẵng. Trân trọng kính mời. Thưa ông Nguyễn Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thưa toàn thể quý vị. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị thành phố thông minh Việt Nam 2022 và phát biểu tham luận, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai thành phố thông minh hiện tại của thành phố Đà Nẵng. Xin được gửi đến lời chào toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, lời chào trân trọng nhất, chúc hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa hội nghị, năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 43 về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó xác định mục tiêu 2023 phải hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Xác định hạ tầng pháp lý là nền tảng quan trọng làm động lực thúc đẩy thành phố đã chủ động ban hành các chủ trương chính sách, khung kiến trúc để định hướng phát triển thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ thứ 22, nhiệm kỳ 20-25 đã xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Trong điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng tầm nhìn 2030 đến 2045, chúng tôi đã tổ chức lồng ghép các giải pháp xây dựng thành phố thông minh trong phát triển đô thị, bổ sung ứng dụng công nghệ thông tin trong hạng mục quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm nâng cao quản lý đô thị và cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh cho người dân. Năm 2010, thành phố đã ban hành khung kiến trúc chính quyền đô thị và 2014 đã chính thức đưa vào hệ thống xử lý thông tin chính quyền điện tử thành phố. Và năm 2018, thành phố ban hành kiến trúc tổng thể thành phố thông minh và ban hành triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết số 05 tháng 6 năm 2021 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và đến 2030. Trong đó xác định chuyển đổi số là chìa khóa, là động lực để mở ra không gian phát triển mới toàn diện và bền vững với trụ cột là công cụ, phương tiện để xây dựng thành phố thông minh. Lộ trình triển khai thành phố thông minh theo 3 giai đoạn.
đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc sẵn sàng hạ tầng nền tảng dữ liệu thông minh, đến năm 2025 thông minh hóa các ứng dụng, và đến năm 2030 thông minh hóa các ứng dụng cộng đồng, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và ASEAN. Để đảm bảo thống nhất cách tiếp cận mô hình triển khai đồng bộ liên thông và hiệu quả, thành phố triển khai thành phố thông minh theo khung kiến trúc với 6 trụ cột: quản trị thông minh, kinh tế thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh, công nghệ thông minh, với 16 lĩnh vực chuyên ngành. Kính thưa quý vị, với chủ trương chính sách như trên, công cuộc chuyển đổi số trên thành phố đã diễn ra mạnh mẽ, toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tích cực tham gia triển khai nhiều giải pháp. Đến đây là một số kết quả như sau: hạ tầng số của thành phố được phát triển đa dạng, tạo điều kiện để các đối tượng hưởng thụ có nhiều cơ hội tiếp cận hạ tầng viễn thông. Trung tâm dữ liệu tiếp tục nâng cấp mở rộng, đảm bảo được khả năng lưu trữ tính toán để triển khai thành phố thông minh. Chuyển đổi số, thành phố bắt đầu triển khai mạng 5G từ cuối năm 2021 và bước đầu phát triển hạ tầng IoT. Các cơ sở dữ liệu nền được xây dựng, chuyển hóa, hoàn thiện và triển khai 560 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị trên nền GIS với cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch xây dựng, giao thông thông minh, cấp thoát nước, hình thành kho dữ liệu vùng chung, triển khai cổng dữ liệu mở cấp hơn 600 tập dữ liệu cho người dân. Các nền tảng số được xây dựng phát triển nhằm đảm bảo triển khai nhanh, chuyển đổi số thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh các nền tảng số triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin Truyền thông, thành phố đã triển khai nền tảng dùng chung khác như nền tảng quan trắc, nền tảng giám sát đỗ xe, nền tảng giám sát hành trình, nền tảng ứng dụng di động và nền tảng Smart City, nền tảng công tác quản lý điều hành từng bước chuyển đổi từ môi trường truyền thông sang truyền số, bước đầu sử dụng dữ liệu trong chỉ đạo điều hành các dịch vụ công theo hướng dẫn. Thành phố đã hình thành trung tâm mini IoT với 18 dịch vụ đô thị thông minh, hình thành trung tâm giám sát chuyên ngành như giám sát an ninh trật tự, giám sát giao thông, quan trắc môi trường, điều khiển điện chiếu sáng công cộng, chuẩn bị đưa vào vận hành trung tâm IoT IoC của thành phố với 7 IoC quận huyện trong quý 1 năm 2023 và đang triển khai việc đầu tư trung tâm quản lý thiên tai thông minh từ những điểm còn lại quan ca ngành công nghiệp ICT và nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp tăng trưởng đáng kể trong GDP của thành phố. Trong năm 2021, đóng góp 12,75% trong GDP của thành phố, trong đó công nghiệp ICT chiếm tỷ lệ 8,53%. Thành phố hiện nay có 2,7 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân, tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với cả nước, và 0,7 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên 1.000 dân. Các doanh nghiệp công nghệ số thành phố từng bước làm chủ công nghệ lõi cách mạng 4.0, phát triển các sản phẩm Make in Đà Nẵng, nhân rộng thành công các địa phương khác. Thành phố hiện nay có 2 khu công nghiệp tập trung, bao gồm khu công nghiệp phần mềm Đà Nẵng và khu công nghệ tập trung của thành phố, đã thu hút thêm 1 dự án đầu tư với tổng số vốn 100 triệu đô trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu thông minh phục vụ kinh tế số thành phố, đang đầu tư xây dựng công nghệ phần mềm số 2 dự kiến đi vào hoạt động và khai thác trong quý 1 năm 2023, và hiện nay chúng tôi đang tập trung xây dựng khu đổi mới không gian sáng tạo. Trên địa bàn thành phố có khoảng 45.000 nhân lực công nghệ thông tin, trong đấy 22.000 trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số. Tốc độ tăng trưởng của nguồn công nghệ thông tin thành phố trong hàng năm khoảng 13,27%. Thành phố hiện nay có 38 cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó 20 trường đại học, cao đẳng và 18 trường trung cấp. Kính thưa quý vị đại biểu, trong quá trình triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, thành phố Đà Nẵng đã nhận được một số kinh nghiệm xin được chia sẻ như sau. Thứ nhất, quyết tâm chính trị, cam kết của lãnh đạo thành phố thông qua các chủ trương, nghị quyết, chính sách, vĩ mô, các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của các cơ quan ban ngành, địa phương. Thứ hai, xác định hướng đến một hệ thống thông minh toàn diện với một chiến lược tổng thể về công nghệ bền vững. Và mỗi một trụ cột phát triển sẽ hỗ trợ thúc đẩy tạo ra các sáng kiến và động lực phát triển mới một cách tuần hoàn về quản trị, kinh tế, giao thông, môi trường, đời sống và công dân. Thứ ba, hiểu rõ thế mạnh, hạn chế của địa phương, từ đó xác định được những vấn đề cần ưu tiên thực hiện phù hợp với nguồn lực nhằm đảm bảo khả năng tiến độ khai thác đạt được mục tiêu đề ra. Thứ tư, ban hành kiến trúc kỹ thuật thành phố thông minh và triển khai đảm bảo tuân thủ theo
kiến trúc để có lộ trình đồng bộ, kế thừa, thích ứng và hiệu quả. Thứ năm, lựa chọn triển khai thí điểm trong phạm vi hẹp, đánh giá kết quả làm cơ sở để triển khai nhân rộng, không làm dàn trải ở quy mô lớn. Thứ sáu, một dự án thành phố thông minh cần tính đến khía cạnh nhân văn, xã hội và môi trường và cần phải kết hợp đầy đủ các khía cạnh liên quan đến quản trị, cơ sở hạ tầng, con người và xã hội. Huy động nguồn lực hợp tác quốc tế trong nước và ngoài nước, phát triển đô thị thông minh gắn với các sản phẩm made in Việt Nam và sự phát triển kinh tế số của thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, thành phố thông minh, thành phố Đà Nẵng đề xuất một số nội dung như sau. Thứ nhất, kiến nghị Bộ Thông tin Thông sớm xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát để các địa phương thuận lợi trong việc triển khai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, quản trị đô thị thông minh. Thứ hai, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương sớm hoàn thiện chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia như dân cư, đất đai cho các địa phương khai thác, sử dụng, nhất là cơ sở dữ liệu do địa phương thu thập, tạo lập trên hệ thống quốc gia nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp. Thứ ba, kính đề nghị Bộ Thông tin Thông phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn triển khai thí điểm gói thầu hỗn hợp vừa thiết kế vừa thi công đối với các dự án công nghệ số, nâng định mức tư vấn xây dựng hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng hồ sơ cũng như hiệu quả trong việc triển khai ứng dụng. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh là một hành trình liên tục lâu dài, đi từ thấp đến cao, phải trải qua nhiều giai đoạn trưởng thành và phát triển. Do vậy, thành phố Đà Nẵng rất mong được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành, tư vấn từ các bộ ngành trung ương, các địa phương và doanh nghiệp, các chuyên gia để thành phố Đà Nẵng ngày càng thông minh hơn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố thông minh vào năm 2030 như nghị quyết 43 của thành phố đã đề ra và Bộ Chính trị đã phê duyệt. Một lần nữa kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, đạt nhiều thành công, chúc hội nghị thành công tốt đẹp, xin trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Quang Nam. Kính thưa quý vị, việc tuân theo những tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế về phát triển thành phố thông minh là rất quan trọng, giúp cho quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách hiệu quả hơn. Và giữa rất nhiều khung tiêu chuẩn cho đô thị thông minh đang được nhiều nơi trên thế giới áp dụng, làm thế nào để chọn ra được các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế của các đô thị Việt Nam đang là điều cần thiết trong quá trình xây dựng đô thị thông minh bền vững. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Lê Thi, trưởng bộ phận môi trường xây dựng và chứng nhận sản phẩm công ty BSI Việt Nam sẽ lên sân khấu giới thiệu với phần trình bày về sự cần thiết và kinh nghiệm trong lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh. Trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thưa ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa Việt Nam. Vinasa, thì đầu tiên tôi xin thay mặt cho Viện Tiêu chuẩn Anh BSI xin có lời cảm ơn ban tổ chức đã mời BSI có buổi báo cáo hôm nay. Thì trong cái phần trình bày hôm nay về liên quan đến cái kinh nghiệm và sự cần thiết trong việc lựa chọn các cái tiêu chuẩn áp dụng trong cái đô thị thông minh, tôi xin trình bày mấy cái nội dung chính như sau. Nhất là giới thiệu về Viện Tiêu chuẩn Anh và hai là các cái vấn đề thách thức của phát triển đô thị và giới thiệu về các cái tiêu chuẩn mà đô thị thông minh, tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam. Cái thứ tư là cái chứng nhận của đô thị thông minh. Mình nói nhiều cái đô thị thông minh thì như vậy cái việc chứng nhận cái đô thị thông minh là như thế nào thì cũng sẽ trình bày sơ qua. Và cuối cùng là sẽ trình bày cái câu chuyện thành công ở các cái nước, đặc biệt là các nước châu Á là gần với Việt Nam mình để mình có thể học tập. Thì cái phần giới thiệu về BSI thì chắc xin mời mở dùng cái video clip. Cái video này. Thank you.
Dạ, cảm ơn cái phần video vừa rồi, giới thiệu sơ qua về BNI. Thì ở đây mình xin tóm tắt một vài cái sơ qua thì BNI là một tổ chức quốc tế, đó là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh. Và BNI được thành lập từ rất sớm, từ năm 1901. Và một trong những thành viên sáng lập của ISO là tiêu chuẩn quốc tế. Và tôi cũng nói một cái bí mật là người mà sáng lập BNI chính là ngài John Gould Barry, là nhà thiết kế cầu London, là cũng là một trong những người mà đóng góp trong cái lĩnh vực xây dựng. Thì cái khách hàng của chúng tôi thì là rất là nhiều, hiện nay có đến hơn 84.000 khách hàng và trên 193 quốc gia, trong đó là nằm trong Fortune 500 khoảng 50% và nằm trong FTSE là khoảng 84% và Nikkei 225 thì khoảng 81%. Thế như vậy đây là cái nguồn khách hàng rất là lớn, hầu như các cái doanh nghiệp thành công trên thế giới đều có cái dấu ấn của BNI đóng góp chứng nhận cho họ. Đi sâu vào cái phần giới thiệu về đô thị thông minh thì đầu tiên là các cái thách thức. Nếu mà nói về đô thị thì giống hồi nãy anh Nam có trình bày, thì đến năm 2045 thì khoảng 6 tỷ người là sống ở đô thị. Thì anh chỉ biết là từ thế kỷ 20, đầu thế kỷ chỉ có 15% sống ở đô thị thôi. Nhưng bây giờ là hơn 50%. Và đến 2050 thì sẽ là khoảng 75% trong số 9 tỷ người sẽ là những cư dân của đô thị. Thì như vậy cái áp lực lên đô thị rất là lớn. Thì trong đó cái rủi ro, thứ nhất là rủi ro liên quan đến cái sự thích ứng và thay đổi để mà đáp ứng các cái vấn đề mà do di cư vào thành phố rất là đông và gia tăng thì rất là lớn trong cái số lượng di cư vào con người. Thì như là áp lực về về các cái cơ sở hạ tầng, áp lực trong cái việc mà mua sắm, với đặc biệt là dân số có thể già đi giống như ở Nhật. Thì như vậy là những cái áp lực này thì mình cũng biết hết rồi. Thì tôi chỉ tóm lại một cái câu mà của ông Michael Bloomberg nói là không có cách nào tốt hơn để mà cải tiến cuộc sống cho người dân đô thị bằng cách là cách thức hoạt động của đô thị. Thì cái đô thị thông minh cũng là một cách thức để mà cải tiến cho cái cuộc sống của người dân đô thị. Ở đây là các cái phần thưởng mà cho các cái thành phố đã áp dụng và bền vững. Ở đây mình đi cái thông tin cũng như là vừa thông minh mà vừa bền vững. Thì ví dụ như ở Peterborough thì là có khoảng tiết kiệm được 5 triệu bảng Anh đó, nhờ cái hệ thống mà cáp quang nối các cái điểm lại với nhau. Và cái thứ hai là ở Cardiff cũng ở Anh luôn, là nhờ vào cái sáng kiến vận tải thì giảm được 50% là trong tổng số hành trình mà phải vận chuyển. Và cuối cùng là Barcelona thì là tiết kiệm được lên đến 25% cho việc mà kiểm soát tưới tiêu của thành phố. Đó, thì khoảng 25% thì nó chỉ biết là khoảng gần hơn 550.000 đô la một năm. Thì đấy là một số cái. Thì định nghĩa thế nào là đô thị thông minh? Thì như ban đầu nói đó, thì đô thị chuyên gia ban đầu nói thì có 170 cái định nghĩa. Thì như vậy định nghĩa như nào? Thì biết ai định nghĩa thành phố đô thị thông minh là thành phố mà gia tăng đáng kể cái tốc độ cải và tính bền vững cũng như khả năng thích ứng của mình với các cái cải thiện cơ bản. Đấy là cái thành phố thông minh. Thì ở đây có 4 cái trụ cột là cách mà thành phố tương tác, rồi cách thành phố áp dụng các phương pháp lãnh đạo hợp tác, rồi các lĩnh vực về hệ thống thành phố mà hoạt động, và cuối cùng là các cái dữ liệu và cái công nghệ thích hợp. Thì một cái ví dụ ngoài cái thành phố thì nó lớn, mình nói về cộng đồng, tôi cũng muốn là cái cộng đồng thông minh. Thì như vậy là cái cộng đồng có thể là một cái khu phố, có thể là một cái sân bay, có thể một cái sân vận động, hoặc là có thể một cái bãi đỗ xe, khu dân cư. Thì như vậy để mà đặt làm được cái thành phố thông minh ấy, thì có thể mình bắt đầu dễ nhất là bắt đầu làm từ cái cộng đồng thông minh. Thì đây là cũng một cái ý mà trong tiêu chuẩn người ta cũng khuyến cáo khi mà áp dụng cái mô hình. Vì nếu mà thành phố thông minh mình làm hoài không hết cái thành phố, nhưng mà mình làm cộng đồng thông minh thì như vậy anh chị có thể là dễ dàng đạt được. Và cái tiêu chuẩn ở đây nói về đến tiêu chuẩn thì có một cái trước đây cả cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Vương quốc Anh, các cái gọi là PAS
là PAT, Public Available Specification, là cái tiêu chuẩn của Vương quốc Anh áp dụng, hoặc là BF. Nhưng là giờ các cái tiêu chuẩn này nó thành là quốc tế hóa, là trở thành các tiêu chuẩn về ISO. Thì đối với cái thành phố thông minh thì quan tâm nhất là cái tùy theo cái cấp độ mà mình có cái quan tâm khác nhau với các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ như cấp chiến lược và sự lãnh đạo thì mình chọn cái tiêu chuẩn là 37106. Và cái để mà bền vững cái quản lý chất lượng của cái thành phố này như thế nào thì anh chọn 37101. Thì còn cái phần quá trình quản lý thì nó có cái hạ tầng, hồi nãy bên chỗ Viettel hoặc là bên Thái Lan thì người ta trình bày về cái hạ tầng thông minh, chuyển đổi số. Thế nhưng mà cái hạ tầng này mình có thể áp dụng cái tiêu chuẩn là ISO TF 37151 hoặc là ISO TR 37152. Thì đấy là cái những tiêu chuẩn mà về hạ tầng. Và còn đo lường như thế nào để mình nói là thông minh, thì như vậy có các cái bộ chỉ số, anh chị có thể dựa vào cái tiêu chuẩn chỉ số là 37120 là cái bộ chỉ số chung là đo lường liên quan đến cái dịch vụ của thành phố và chất lượng cuộc sống. Nhưng là nếu mà thành phố thông minh thì mình có thể mình chọn là 37122 là cái một bộ chỉ số, nó có cái các bộ chỉ số mà tôi sẽ nói trong cái phần trình bày tiếp. Hoặc là 37123 là liên quan đến cái thành phố mà thích ứng, thành phố mà bền vững thì các cái bộ chỉ số của nó như thế nào. Ngoài ra các cái dụ như hạ tầng cộng đồng thông minh, thì anh nói là cái hạ tầng thông minh thì nên là áp dụng cái tiêu chuẩn là 37156 hoặc là một tương tác, các cái tương tác iCloud hay là gì, thì như vậy cái tương tác đó nó sẽ có cái tiêu chuẩn ISO IEC 30182. Đây là những cái tiêu chuẩn mà cốt yếu trong một cái thành phố thông minh. Ở đây tôi nói là các cái tiêu chuẩn chủ yếu. Ngoài ra còn có những cái tiêu chuẩn hỗ trợ để tạo cái bộ khung, mình cho thiết lập cái mô hình vận hành thành phố thông minh như thế nào. 37106 thì mình phải đọc các cái tiêu chuẩn khác, nó cũng hướng dẫn cho cái việc mình vận hành cho thành phố thông minh. Ở đây tôi giới thiệu sơ qua và cũng rất mừng là Việt Nam mình đã dịch các tiêu chuẩn này ra tiếng Việt rồi. Ở dưới là tôi có đề cái chữ TCVN 37101/2018, tức cái bản của ISO thì 2016, mình dịch sau đó 2 năm. Từ 2018 đến 2020 Việt Nam dịch rất nhiều tiêu chuẩn về đô thị thông minh. Thì anh chị có thể thiết lập coi. Thì như vậy đối với cái 37106 bền vững á, thì nó có 6 cái mục đích bền vững. Và trong cái 6 mục đích này thì có 12 cái vấn đề mang tính bền vững. Thì mình sẽ nhắm vào đây. Ví dụ như nói thành phố thông minh của mình, Đà Nẵng chẳng hạn, thông minh, thì như vậy là có đạt cái 6 cái mục đích này không? Và có 12 cái vấn đề này mình có quan tâm, có đo lường được 12 cái vấn đề này không? Thì một trong những cái mà tiêu chuẩn là đưa ra là để mình tuân thủ rất là dễ. Cái thứ 37106 là tiêu chuẩn về cái bộ khung mà đặc biệt là dành cho người lãnh đạo để mà vận hành một cái thành phố thông minh. Mình xây dựng được rồi, nhưng mình vận hành như thế nào, tiếp nối như thế nào để đảm bảo cái tiêu chuẩn là vận hành thông minh. Thì bước 1 là mình xây dựng được cái bộ khung, bước 2 là mình phải phát triển bền vững, bước 3 là mình phải có phát triển mà cộng với hạ tầng bền vững. Ví dụ như vậy, thì như vậy mình sẽ đi theo một cái lộ trình phát triển trong cái chuỗi. Thì như vậy thì nếu mà ở đây có các lãnh đạo, mấy anh nên đọc cái tiêu chuẩn này để là biết được là viết cho lãnh đạo và làm cái gì, cần cái gì, kiến nghị cái gì, thì mình dựa trong tiêu chuẩn này là hầu như có đầy đủ. Rồi, cái mô hình này thì chắc cũng có thời gian nói nhiều, nhưng là ở đây mình là cái mô hình thành phố thông minh thì người ta sẽ lấy người dân làm trung tâm để đáp ứng các yêu cầu. Một trong những cái mà chuyển đổi mô hình vận hành thành phố là vừa xoay quanh cái người dân là làm trung tâm. Rồi cái tiêu chuẩn mà đo lường, giống tôi nói hồi nãy đó, các cái chỉ số mình muốn xây dựng rồi, nhưng mình đo các chỉ số như thế nào? Thì 37122 là một trong cái tiêu chuẩn mà đo cái chỉ số thông minh của thành phố. Thì trong bộ tiêu chuẩn này là có đến 19 hoặc 20 cái sector. Thực sự thì 20 có một cái sector mà người ta nói là phải tính sẵn sàng của các cái dữ liệu. Nhưng ở đây cái phần kỹ thuật thì là có 19 cái. Trong đó có 19 cái là để thì trong cái 37122 này nó cũng có những cái tiêu chuẩn mà nó link với cả cái tiêu chuẩn 37101 hoặc là nó link với cái SDG, tức là cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc có 17 cái mục tiêu đó, thì người ta cũng đưa ra luôn để cái nào một cái mục tiêu của quốc thì trong cái chỉ số này ở đâu nó đo, đo như thế nào, thì mình có thể tham khảo á. Thì tóm lại cái 37122 này thì nó có 81 cái chỉ số để mình có thể đo, và mình có thể là
7 cái điều khoản cơ bản đối với cái cư dân đô thị thì có 7 cái. Và ngoài ra là trong này có một cái vấn đề là về giao thông và năng lượng rất là quan trọng, cho nên người ta tập trung nhiều cái nội dung này cho cái việc mà phát triển. Thì ngoài ra còn có các cái tiêu chuẩn hỗ trợ thì tôi liệt kê ở đây. Rồi đi vào cái khai mạc thì cái chứng nhận để mà chứng nhận đô thị thông minh là mình chứng nhận cái khai mạc, tức là chứng nhận cho cái đô thị thông minh ở Vương quốc Anh và hiện nay là phát triển thành toàn cầu. Đây là các cái chứng nhận. Thì như vậy để mà chứng nhận được, đầu tiên là mình chứng nhận cái bộ khung vận hành tiêu chuẩn. Thì như vậy có 5 cấp độ, mà trong đó từ cấp độ trở 3 trở lên thì mình được chứng nhận cái mát. Còn những 2 cấp độ đầu là cấp độ mà bắt đầu áp dụng, bắt đầu tạo cơ hội cải tiến để cho mình biết là như vậy là cái cấp độ thành phố mình ở cấp độ nào, thông minh ở mức nào. Ví dụ như đó từ cấp độ 1 hay là cấp độ 2 hoặc là cấp độ 5. Và bên cạnh cái việc mà chứng nhận ban đầu thì như vậy mình duy trì một cái con đường mở rộng và tùy chọn cho việc áp dụng. Ví dụ như áp dụng kết hợp với cái đô thị phát triển bền vững hoặc là kết hợp với cái hạ tầng thông minh thì như vậy sẽ có. Ở đây thì cũng có cái thành phố thông minh, rồi cộng đồng thông minh, hoặc là một cái tòa nhà thông minh, hoặc là một cái hệ thống thông minh, hoặc là một cái sản phẩm thông minh. Thì nó cũng nằm trong cái nhánh mà gọi là chung là về chứng nhận về khai mạc về thông minh của biển đây. Để làm cái này là gì? Anh chị phải mua tiêu chuẩn, anh đào tạo, sau đó mình đánh giá phân tích, sau đó mình chứng nhận và cái duy trì là cái bước để mình có thể đạt được và duy trì cái việc mà chứng nhận đô thị thông minh của mình. Thì đây là một số các thành phố thành công ở đầu tiên trên thế giới là cái thành phố Sijong của Hàn Quốc, là một trong thành phố mà được chứng nhận cái mát đầu tiên. Ở đây là có 22 hạng mục và thành phố này cũng đạt cái mức cấp 3, tức là đạt được mức chứng nhận mức trung bình. Thì cộng đồng thông minh, community đó, thì được đầu tiên là Wanda Plaza, là một cái tòa nhà phức hợp của Wanda ở Thẩm Quyến, Trung Quốc. Và thì đây là một số khách hàng, hiện nay anh chị nhìn thấy rất là nhiều khách hàng là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ở châu Á là được chứng nhận cả cái đô thị thông minh gần về Việt Nam. Còn bài học thực tiễn thì từ cái bài học đó mình rút ra bài học đó thì đầu tiên là vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương, thành phố thông minh trước hết là lãnh đạo phải thông minh đã. Thì như vậy là dựa trên cái nền tảng mình chọn cái giải pháp nào, mình chọn cái tiêu chuẩn nào áp dụng thì như vậy là rất phụ thuộc vào cái lãnh đạo. Cái thứ hai là tiêu chuẩn là rất là dễ. Vì sao? Để mà thành công, vì người ta đi trước thành công rồi, mình cũng cần phải suy nghĩ gì thì mình có các cái tiêu chuẩn ha, để mình áp dụng. Và các tiêu chuẩn tôi xin giới thiệu rồi. Và cái bài học từ Wanda là gì? Wanda người ta cũng rất là phát triển. Anh chị biết là từ khi mà lúc đầu Wanda có 370 cái trung tâm thương mại mà người ta tham vọng đến 2030 thì sẽ đến 1.000. Như vậy cứ 6 cái là một tháng là có 6 cái. Rồi Hàn Quốc thì cái bài học Hàn Quốc là đầu tiên là đây là mình xác định cái tầm nhìn và xác định cái lộ trình là cái bài học chung cho các cái doanh nghiệp Hàn Quốc. Rồi ở Anh thì áp dụng cái 37106, hoặc là ở thành phố thông minh cũng là áp dụng cái dữ liệu là 37 30108, hay là ở LIT thì người ta áp dụng 37122 để đo các cái chỉ số, đưa ra cái chỉ số phát triển bền vững. Và ở Malaysia gần Việt Nam thì chính phủ Malaysia có một cái gọi là Malaysia Smart City Framework, thì trong này có đưa ra các cái bước để thực hiện. Và cuối cùng là cái phần tóm tắt những cái phần trình bày của tôi, thì do cũng có nhiều thời gian thì chắc là để cái phần để dành thời gian để mình trao đổi, và nếu có những cái câu hỏi thì anh chị có thể liên hệ với biết ai theo cái địa chỉ website ở đây. Và cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Lê Thi,
Kính thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng được lắng nghe rất nhiều những phần trình bày, và chúng tôi thấy là khu vực không chỉ là bên trong khán phòng mà cả khu vực triển lãm của chúng ta cũng đang rất đông các vị khách đang tham quan cũng như tham dự ở Hội nghị Thành phố Thông minh 2022. Và sau đây sẽ là phiên tọa đàm của chúng ta với rất nhiều những thông tin quan trọng. Chúng tôi xin được gửi lời mời đến tất cả các anh chị, các khách mời tham dự sẽ cùng quay trở lại bên trong khu vực khán phòng để cùng theo dõi phần tọa đàm ngay sau đây. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần tọa đàm của phiên hội thảo với chủ đề Hạ tầng pháp lý thúc đẩy phát triển đô thị thông minh. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu chủ trì ông Nguyễn Mạnh Hồ, Phó Chủ tịch Vinasa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Cùng với đó, chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa, Tiến sĩ Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Please welcome on stage Mr. Smith Bucharans, Giám đốc Phát triển Dịch vụ 5G, Công ty Viễn thông Quốc gia Thái Lan. Ông Dương Công Đức, Giám đốc Trung tâm Đô thị Thông minh, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Và Mr. Stephen Michael Pruss, Giám đốc Tư vấn cấp cao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT, trân trọng kính mời các quý vị hãy cùng hiện diện trên sân khấu. Và một lần nữa, chúng tôi cũng xin phép được gửi lời mời đến toàn thể quý vị đại biểu khách quý, những vị khách mời của chúng ta đang ở khu vực triển lãm sẽ cùng quay trở lại khán phòng để cùng dõi theo phần tọa đàm với những thông tin rất quan trọng, đặc biệt là có thể tương tác cùng với những vị khách mời để có thể đặt ra những câu hỏi cũng như những chia sẻ trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và với phần tọa đàm này, chúng tôi xin phép được mời phần chủ trì và điều phối tọa đàm của ông Nguyễn Mạnh Hồ, Phó Chủ tịch Vinasa. Kính thưa ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, kính thưa toàn thể hội nghị. Thì chương trình đầu tiên thì chúng ta đã nghe khá nhiều các diễn giả trình bày các cái nội dung rất là hay, rất là quan trọng liên quan tới phát triển đô thị thông minh ở các góc cạnh khác nhau. Thì phần tiếp theo của chương trình thì theo chương trình thì hôm nay chúng tôi cũng mời lên sân khấu các diễn giả là những nhân vật đóng góp rất là quan trọng, rất là tích cực trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam. Thì chúng ta đều biết được rằng là chính phủ thì cũng đã ban hành cái quy định 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam đến giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến 2030. Thế thì trong suốt cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng là đô thị thông minh thì quá trình đô thị hóa và xây dựng đô thị thông minh đã có rất nhiều các cái bước tiến phát triển rất là rõ nét, mang lại hiệu quả rõ rệt và đặc biệt là cũng cải thiện đời sống của cải thiện cái bộ mặt của đô thị, rồi cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn các đô thị này với một chất lượng cuộc sống ngày càng cao theo cái xu hướng hội nhập và hiện đại. Thế thì chúng ta cũng biết được rằng là trong quá trình phát triển đó thì việc một trong những yếu tố đóng góp quan trọng và cũng góp phần khá quan trọng vào quyết định để việc thúc đẩy việc xây dựng và phát triển các đô thị thông minh có nhanh, có bùng nổ, có theo các tiêu chuẩn hay không là các vấn đề liên quan tới hành lang và các hạ tầng về pháp lý. Thế thì trong cái đây cũng chính là cái tiền đề để phát triển đô thị thông minh, để tận dụng các cái thành quả của cuộc công nghiệp của cuộc cách mạng 4.0 trên thế giới áp dụng ở Việt Nam và hội nhập vào xu hướng quốc tế hướng tới phát triển bền vững.
Thế thì chúng ta đều biết được rằng là hiện nay thì chính phủ, các bộ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Xây dựng và các bộ liên quan thì cũng đã tích cực áp dụng, ban hành các cái khung tiêu chuẩn về đô thị thông minh, bền vững, rồi ban hành các hướng dẫn chi tiết liên quan tới việc tháo gỡ các vấn đề vướng mắc về pháp lý trong các việc quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Tuy nhiên thì chúng ta ở đây cũng có rất nhiều những diễn giả, những quý vị đại biểu cũng đã cùng tham gia đóng góp trong lĩnh vực này thì cũng đều thấy đâu đó là chúng ta vẫn có những cái vấn đề gì cũng cần phải trao đổi kỹ hơn để thông qua cái tọa đàm này và thông qua khuôn khổ hội nghị này thì chúng ta cũng rút ra được những các cái vấn đề mang tính chất gọi là cần có những cái kiến nghị mạnh mẽ để thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn việc xây dựng, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Đấy, thì trong cái diễn đàn này thì chủ đề của chúng ta chắc là liên quan tới các cái vấn đề tương đối cụ thể liên quan tới cái việc mà chúng ta xây dựng, quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị thông minh. Thế thì kính thưa hội nghị, thì lúc trước thì chúng ta cũng nghe cái bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang về một cái bài trình bày rất là hay, và trong đó tiến sĩ Quang thì cũng đề cập tới các cái có hai cái ý mà tôi nhớ, một là ba quy, quy hoạch, quy chế và quy chuẩn. Thì chắc chắn là ba quy là nó có cái gì đó nó cũng dính đến gì đến những cái vấn đề liên quan đến chuẩn hóa, liên quan đến pháp lý. Và đặc biệt thứ hai nữa là tiến sĩ cũng đưa ra một cái nội dung là có về định nghĩa đô thị thông minh, có đến khoảng 160 cái định nghĩa. Thì chắc chắn là quá trình khi mà chúng ta không hiểu giống nhau và không có những cái hành lang pháp lý, những cái hướng dẫn nó cụ thể rõ ràng thì chắc chắn là vận dụng nó sẽ có những lúng túng. Thế thì câu hỏi đầu tiên thì cũng xin phép dành cho anh Quang. Đã. Thì ông có thể lúc trước thì ông cũng có định nghĩa, tức là cái định nghĩa của thế giới rất là khác nhau, và trong bài trình bày thì cũng có đề cập tới các cái khái niệm của đô thị thông minh. Thì cũng xin ông trong cái khuôn khổ cái diễn đàn này thì cũng định nghĩa một cách ngắn gọn để chúng ta cùng có thể hiểu là một thành phố thông minh là thành phố như thế nào và hành lang pháp lý đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển đô thị thông minh. Và xin mời ông. Cảm ơn anh Hổ đặt ra cái câu hỏi. Thì những cái nội dung này thì trong cái phần trình bày thì tôi cũng đã có đề cập rồi. Thì ở đây cũng lại có các anh như Đà Nẵng là đang trực tiếp triển khai những cái này cũng rất là tốt. Rồi có đại diện của các doanh nghiệp như Viettel cũng là một cái công ty lớn triển khai cái đô thị thông minh ở nhiều thành phố. Thì trong quá trình làm thì chắc chắn vướng mắc hành lang pháp lý rất là nhiều. Thế tôi thì xin phát biểu ở góc độ là nghiên cứu. Thế thì tôi định nói luôn thế này này, các định nghĩa ngay vừa rồi chúng ta có nghe một diễn giả trình bày về ISO, tức là tiêu chuẩn quốc tế luôn về cái chuyện đô thị thông minh mà Việt Nam mình cũng đã dịch cái đấy ra tiếng Việt. Tức là trong đấy đương nhiên là có các cái định nghĩa về đô thị thông minh. Nhưng mà về phía nghiên cứu ấy, thì nó có một cái rất khó thế này. Tức là các định nghĩa là mang tính chất rất là nhân văn, phát triển phải bền vững, phải vì người dân, rồi thì lấy người dân làm trung tâm, rồi vân vân, rồi phát triển thì phải bao trùm, không để ai tụt lại phía sau. Tất cả những cái định nghĩa đều rất là hay. Các cái mô tả, các cái tiêu chuẩn ấy đều rất là hay. Nhưng mà nó đều nói về cái chúng ta muốn làm. Còn nó không có cái nào nói về cái cách chúng ta phải làm thế nào để, ví dụ như cái thành phố Hà Nội, nó đang như thế này, nó trở nên thông minh. Nó không có cái đó. Thế thì về phía nghiên cứu thì chúng tôi gần đây, tức là mấy năm gần đây ấy, thì tiếp cận một cái cách quan niệm, tức là quan niệm hệ thống về cái hệ thống thực số mà trong phần trình bày tôi cũng đã nói. Tức là cái thế giới thực này nó được tích hợp thêm cái công nghệ số vào. Cái thế giới thực bao gồm thế giới vật lý, nhà, cửa, cây, cối, xe, cộ với con người, tức là cái phần xã hội với phần cái công nghệ số, cái môi trường số, cái môi trường cyber, cái môi trường điều khiển học ấy, nó được tích hợp vào trong cái đó để nó tạo thành một cái hệ thống. Trong cái hệ thống đó thì thông tin được trao đổi tốt hơn và do vậy cả cái hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, và cái hiệu quả hơn nó gọi là thông minh. Và về bản chất cái đấy chuyển từ cái hệ thống hiện nay sang cái hệ thống thực số kia chính là cái quá trình đô thị thông minh. Và nếu chúng ta quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ ra nhiều cái vấn đề cần phải làm. Thứ nhất là liên quan đến chuyện hành lang pháp lý, thì như anh Hổ đặt câu hỏi. Thực ra toàn bộ hệ thống pháp luật của chúng ta được xây dựng cho các tương tác trong môi trường vật lý. Tức là con người tương tác trực tiếp với nhau, xe cộ chạy trên đường, cái tương tác vật lý duy nhất giữa hai cái xe chỉ có là đâm nhau.
đụng xe thì gọi là tương tác vật lý, và các cái điều luật pháp được xây dựng để điều chỉnh cho các cái tương tác vật lý, tức là bao gồm kể cả xã hội. Thế bây giờ chúng ta có thêm môi trường số, thì tương tác trên môi trường số thì không có luật quy định, hiện giờ chưa có luật quy định. Mà khi nó vừa là tương tác trên môi trường số nhưng thông qua môi trường số lại tác động đến môi trường thực, thì cái kết nối giữa môi trường số, môi trường thực là hiện nay toàn bộ hệ thống luật pháp là chưa có. Đấy. Thế thì cho nên ấy, là chúng ta phải nói là để việc xây dựng đô thị thông minh đi vào cụ thể thì chúng ta sẽ thấy các cái dự án công nghệ thông tin của chúng ta, như khi nãy anh Nam có trình bày kiến nghị với chính phủ mấy cái điều của Đà Nẵng mà tôi thấy rất là cụ thể, tức là ví dụ các định mức kinh tế kỹ thuật rồi vân vân, tất cả những cái đấy là chúng ta là lại chưa có. Đấy. Ví dụ xây dựng một tòa nhà thông minh thì chi phí nó thế nào, dự toán làm ra làm sao là chúng ta không có. Xây dựng một hệ thống cấp nước thông minh thì định mức trong quy chuẩn kỹ thuật thì có, nhưng không thông minh thì có, nhưng mà nếu mà thông minh thì lại không có. Đó, thì đấy là những cái chúng ta rất là vướng. Hay là ví dụ như giao thông thông minh thì anh Hổ cũng biết là cái giao thông thông minh là thế này. Chúng ta bây giờ chỉ camera giám sát giao thông, xong phạt nguội, xong là thu phí vào khu vực hạn chế. Tức là tóm lại là mọi cái thứ ách tắc giao thông là đổ cho tại ý thức tham gia giao thông người dân. Đáng lẽ là nó phải có hệ thống điều khiển thông minh, tức là buổi sáng thì đèn mở thế này, buổi chiều thì thế kia, rồi cái hệ thống ấy điện tử. Nhưng mà cái quy chuẩn về biển báo giao thông ấy, quy chuẩn 41, cái quy chuẩn biển báo giao thông nó chỉ có là các cái bảng sắt vuông hoặc tròn xong sơn lên thôi, không có cái luật. Đấy. Thế thì tôi thấy như kinh nghiệm, như bài trình bày của vị tiến sĩ bên Thái Lan ấy, thì họ rất là chú ý cả một hệ thống luật pháp để điều chỉnh cho cái chuyện đô thị thông minh. Mà cái này ở chúng ta thì thật sự là chưa có. Thì tôi chỉ muốn nói lại, tức là gì, thực sự mà nói, muốn xây dựng đô thị thông minh bền vững, muốn thực hiện thành công cái đề án 950 của chính phủ, thì cái việc hành lang pháp lý cho chuyện phát triển đô thị thông minh cũng như là cái việc vận hành một cách hiệu quả cái đô thị thông minh đấy, tức là cả khía cạnh xây dựng chúng ta cũng đang thiếu, mà cả khía cạnh vận hành nó chúng ta cũng đang thiếu. Và chính vì thế, như anh Hổ cũng nói, chúng ta đã làm cũng một số năm rồi đấy, và cũng rất là nỗ lực, có sự tham gia của các cái công ty công nghệ lớn của Việt Nam, nhưng mà chúng ta vẫn chưa mang lại được hiệu quả như mong muốn. Thì và một trong những cái nguyên nhân cơ bản của nó tôi nghĩ chính là vướng mắc ở hành lang pháp lý. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ của Vinasa về câu trả lời vừa rồi. Cái vấn đề thứ hai thì chúng ta lúc trước thì cũng nghe một cái bài trình bày của tiến sĩ Smith đến từ Thái Lan. I have one question for you, with Dr. Smith. Okay. So from your presentations, we know that in Thailand you have a very good digital legal framework. So I have two questions for you. Yes. So first, which advice do you give us to prepare a legal framework to accelerate the development of smart city in Vietnam? And second, where does Thailand government get the fund to build this legal framework? From the government fund or the sponsoring enterprise? Yes. Okay, thank you very much. To accelerate the development of smart city in Vietnam, regarding Thailand smart city policy and legal framework that I mentioned in the last session, there are Town Planning Act, digital law, and business law. In my opinion, business law can accelerate smart city development rapidly because there are many innovation laws to concern. Technology change very fast. In Thailand, we have many innovation laws. For example, unmanned aerial vehicle act to control drone for safety and security reason. Another example I would like to talk is mobile ID. It is an alternative way instead of using ID card. It reduces disclosure of personal information that may cause a leak of being used by fraudster for forgery. Mobile ID is developed in accordance with requirements and standards by Electronic Transaction Development Agency. Using blockchain technology and multi-factor authentication,
is convenient, secure, and protects personal information. Nowadays, Thai people can use the mobile ID to verify their identity with the Department of Land Transport, Social Security Office, Revenue Department, Thailand Post, Stock Exchange, Deposit Protection Agency, and Credit Bureau. Therefore, I think innovation laws plays an important role in accelerating and supporting Vietnam's smart city development. Thank you. And how about the fund? Funds? Do you know? The funding come from the government first, yes. Thank you. The answer from Dr. Smith. Ở đây thì trên tham dự diễn đàn thì có các đại diện đến từ các đơn vị triển khai các cái nội dung liên quan đến thúc đẩy về phát triển các khu đô thị thông minh, các thành phố thông minh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hạ tầng. Thế ở đây có đại diện của Viettel và FPT. Thì tôi cũng có một cái câu hỏi dành cho đại diện của hai bên, là các anh có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai hạ tầng các thành phố thông minh, và các cái khó khăn này thì có liên quan gì đến các vấn đề về hành lang pháp lý hay không? Okay, Mr. Stephen, could you share the difficulties in implementing digital infrastructure for smart cities? Are those difficulties related to legal issues? I would say that my in general, developing the infrastructure, and I'm not sure if Mr. Duc would agree, is probably the easiest part of smart city development. Because it's just developing, you know, and by the time you get to developing infrastructure, you're at the end of the a long process of, okay, agreeing, budgeting, designing, discussing, you know, so there's so much that goes on before you actually go, you know, to actually build the infrastructure. So all that part is harder to get through than when they say, okay, go and put the posts in there, or put the metering, you know, smart metering, whatever happens to be, put it in. By then, you're already going to work, right? But in terms of regulations, I would say, yes, regulations are a challenge, because nowadays, smart city infrastructure is very integrated. When we did Ho Chi Minh City's traffic management system, you know, it's very vertical. It's for the Department of Transportation, for Transportation Management Center, and its traffic light signal management, right? And then linking all that back to the center. So that's a very singular purpose function. So easy to build, because everybody agrees, okay, they own it, they manage it, they invest in it, they build it. Nowadays, though, if you want to do something integrated, let's say you want to put up a light pole, you know, in the city, that same light pole can hold a camera that public security can use to count people or whatever, that can be used for environmental, you know, sensors can be put on it for environmental management. Any number of functions can be built onto the same piece of technical equipment. But, you know, without the regulations, okay, who owns that pole now? Who's going to invest in the, who's going to, you know, make sure it gets planted, who's going to maintain, you know. So then there's a regulation from each of the departments that's involved with doing that, and then there's a big conflict. No, that's ours, that's yours, that's, so the problem is in the horizontal integration for use of the infrastructure, not so much in the actual infrastructure itself. But it's a long topic. We could go on for a long time. I'm sure Mr. Duc probably has some other insights on that. He's done a lot of this himself. Okay, thank you, Mr. Stephen. Còn đại diện phía Viettel, anh Dương Công Đức có chia sẻ gì thêm? Cảm ơn anh Nghị. Thì kính thưa anh Nghị, thì Viettel chúng tôi thì cũng đồng hành triển khai cho rất nhiều các địa phương. Thì trong nhiều nội dung nói chung thì vấn đề hạ tầng luôn luôn là vấn đề được các địa phương ưu tiên. Thì các cái thách thức của vấn đề triển khai hạ tầng thì
như anh Quang hoặc các anh cũng đã chia sẻ câu chuyện về tam quy, về mặt quy hoạch, về mặt quy chế, về mặt quy chuẩn, hay là các cái hành lang pháp lý cho nó về mặt cơ chế, hay về mặt quy định, về mặt thủ tục trình tự liên quan đến quá trình kể cả xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thì cũng là một khó khăn đối với các kể cả với phía bên cơ quan chính quyền, cơ quan nhà nước lẫn các cái đơn vị triển khai. Ở đây thì tôi xin chia sẻ một cái khía cạnh liên quan đến làm thế nào để cùng thúc đẩy cái việc phát triển hạ tầng cho phát triển đô thị thông minh. Thì quay trở lại bài trình bày của Viettel, chúng tôi hôm nay có tham dự là chia sẻ về cái hạ tầng cloud. Thì nếu nói về phát triển hạ tầng cloud, tức là trên cái hạ tầng về mặt kết nối, tức là giao tiếp như kiểu viễn thông hay băng rộng cố định hay là điện thoại cho người dân là hạ tầng cơ sở rồi. Thì hạ tầng cloud thì nó sẽ có lớp I, lớp P hoặc lớp S. Thì với lớp I, với lớp P thì có thể một số ít, có thể là vài chục hoặc hai chục cái đơn vị có thể phát triển. Lớp P thì có thể, lớp I thì có thể vài chục cái đơn vị phát triển, có khả năng cung cấp, đầu tư, cung cấp dịch vụ. Lớp P thì có thể nhiều hơn nhưng cũng không thể đến được 100 đơn vị, các cái nền tảng phổ biến mà triển khai nhân rộng. Còn lớp S thì rất nhiều, có thể hàng vài nghìn các cái đơn vị. Thì bây giờ câu chuyện là làm thế nào để hành lang pháp lý tạo điều kiện vừa đảm bảo cái việc là huy động nguồn lực xã hội để phát triển một cách phân lớp, đơn vị quy hoạch những lớp nào có năng lực làm lớp I, lớp nào lớp P, lớp nào lớp S, hay là làm sao huy động của nguồn lực của cộng đồng startup để cùng làm bài toán của lớp S. Đấy thì nó chính là cái câu chuyện liên quan đến đặt đầu bài của các địa phương, đấy cũng là hành lang pháp lý. Để đặt đầu bài một cách thống nhất thì cộng đồng mới làm được. Hay là các cơ chế để thúc đẩy, ví dụ cơ chế về việc là hỗ trợ về thuế hay hỗ trợ về mặt các cái nền tảng dùng chung. Thì như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực của xã hội trong cái điều kiện giới hạn của Việt Nam để thúc đẩy phát triển ở các địa phương, không chỉ là những cái thành phố lớn mà kể cả các tỉnh thành khác. Thì cái mà tôi quan tâm nhất đấy là hành lang liên quan đến cơ chế quy hoạch về mặt phát triển các cái sản phẩm hạ tầng từ lớp I, lớp P, lớp S, các cơ chế để thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay. Thì không thể là một doanh nghiệp lớn đi làm lớp S hoặc các doanh nghiệp lớp S nhỏ thì đi làm lớp hạ tầng, thì nó có thể là không tận dụng được cái sức mạnh của nhau. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến quy chế, liên quan hành lang để thúc đẩy cộng đồng. Thì dưới góc độ của tôi rất là mong muốn cái đấy được thực thi trong cái cuộc sống. Thì cái đấy cũng sẽ giúp nhiều trong việc hạ tầng nói riêng cũng như phát triển đô thị thông minh. Cảm ơn anh Đức. Thank you Mr. Steven. Các cái trăn trở của các cái đại diện của các doanh nghiệp mà đồng hành cùng chính quyền các địa phương để xây dựng các đô thị thông minh thì cũng rất là may là trên diễn đàn này có đại diện của Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng, anh Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở. Thì anh cũng đang nghe các cái chia sẻ tâm tư của các diễn giả ở trên các cái vai khác nhau. Thì cũng có một câu hỏi dành cho anh. Thì về thành phố Đà Nẵng thì trong nhiều năm thì đều là đứng số 1 về các chỉ số liên quan tới đánh giá về mức độ trưởng thành số. Thế thì cũng xin câu hỏi anh là trong quy hoạch xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng thì thành phố đã có những chính sách nào về hành lang pháp lý để có thể thúc đẩy và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, xây dựng thành phố thông minh? Xin mời anh. Kính thưa hội nghị, thì báo cáo hội nghị luôn, thì hôm nay thì phía Đà Nẵng thì đi thấp tùng anh Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ban thành phố, thì có ngoài Sở Thông tin Truyền thông là có Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, có Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, có Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban phụ trách mảng đầu tư luôn. Thì câu hỏi của anh Hổ nó cũng liên quan tới các lĩnh vực khác. Thôi thì Thạch Nam cử lên đây thì Thạch thông tin báo cáo những cái nội dung Thạch biết được liên quan tới. Thì triển khai đô thị thông minh tại Đà Nẵng thì không, nó có những cái văn bản tại Đà Nẵng có văn bản pháp lý ngoài cái 950, thậm chí là cao hơn cái văn bản 950 của Thủ tướng luôn. Nhất là nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 30, đến năm 45, thì trong đó xác định là năm 2030 là phải triển khai cơ bản hoàn thành đô thị thông minh. Triển khai cái đó thì Đà Nẵng có một cái quy hoạch chung cho phát triển thành phố Đà Nẵng, quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể, thì do một liên danh Sake và Sông Rong của Singapore tư vấn, và hai đơn vị này thì cũng chuyên về quy hoạch thông minh, và cái quy hoạch chung này được Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định và Thủ tướng phê duyệt vào quyết định là 359/2021.
thì trong quy hoạch chung đây là nó lồng ghép các phát triển hạ tầng thông minh cũng như là các huy động nguồn lực để triển khai. Như anh Nhật Quang nãy có nói kêu làm đường làm cầu làm xong rồi mà không thông minh hết chứ đưa cho sở thông tin thông với ông làm thông minh đi là nó không được, nên có lồng ghép tất cả đó là các cơ sở trước ba quy hoạch chung. Còn đối với đề án thành phố thông minh thì Đà Nẵng xác định là chỉ đầu tư công là khoảng 30%, còn 7% là từ xã hội, từ doanh nghiệp. Và cũng có cái chế sách là xác định là những cái nào mà có thu phí, ưu tiên nào có thu phí thì sẽ là để doanh nghiệp đầu tư. Ví dụ như hiện nay là ở bệnh viện là có thu phí là 100% các ứng dụng thông minh là doanh nghiệp đầu tư, gồm có Viettel, FPT. Vừa rồi thì thành phố cũng có một cái đề án cũng khoảng lớn, cũng khoảng 500-600 tỷ, định là cũng huy động vốn đầu tư BBB ở ngoài. Nhưng mà qua vốn đầu tư BBB thì nó cũng có một số các vướng chưa triển khai được. Ngoài ra những cái khu cụ thể, ví dụ khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, hoặc là sắp tới là FPT sẽ xây dựng một khu IT này, tất cả đều là quy định là sẽ trong lúc thiết kế là có cả là quy hoạch thông minh trong đó. Thì thay mặt sở thì cũng báo cáo thêm thông tin chỗ anh Hồ có hỏi. Còn Đà Nẵng thì đô thị thông minh được giải thì thiệt ra là hiện tại là nó cũng dễ triển khai và triển khai nó hơn các tỉnh khác một xíu thôi, chứ cũng chưa phải là thông minh và triển khai liên tục và cũng năm 30, hơn năm 2020 với gọi là cơ bản thông minh. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Anh có thể mạnh dạn chia sẻ thêm một vài ý được không? Vâng, cảm ơn anh Thạch. Xin hỏi tất cả các quý vị trong hội trường thì các quý vị có những cái câu hỏi nào cần làm rõ hoặc những cái chủ đề gì cần hỏi các cái diễn giả đang ngồi trên đây thì xin mời các quý vị đặt câu hỏi ạ. Vậy có quý vị nào đặt câu hỏi không ạ? Vâng, thì kính thưa toàn thể hội nghị thì chúng ta cũng một cái khe thời gian rất là ngắn, chúng ta cũng được nghe các cái diễn giả mà trực tiếp gián tiếp nhưng đều có liên quan trong việc góp phần và thúc đẩy việc phát triển, xây dựng và phát triển các đô thị thông minh trong nước và các và thế giới, chia sẻ những cái vấn đề mà tương đối mà chúng ta đang tương đối quan tâm tại điểm này là cái vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý và hạ tầng pháp lý. Thì tôi biết là chắc là còn nhiều các cái ý kiến, bởi vì thông qua các bài trình bày mà chúng ta đã nghe, đặc biệt là các bài trình bày của Mr. Steven, thì có rất nhiều các vấn đề mà liên quan tới điều động chạm đến pháp lý, từ câu chuyện là từ mô hình là chúng ta nên đầu tư hay là kết hợp nguồn lực xã hội PPP hay là thuê dịch vụ, rồi là định mức đơn giá so với thế giới thì như thế nào, xác định đơn giá như nào là phù hợp. Rồi đến những cái câu chuyện mà chúng ta thử là nhỏ hơn nhưng lại rất là vướng, như chúng ta có dữ liệu rồi thì làm sao chia sẻ, khai thác dữ liệu đấy giữa địa phương với địa phương, giữa địa phương với trung ương, cũng đều là những cái mà chúng ta cần những cái hành lang pháp lý như này. Còn nếu không thì đâu đó là chúng ta gọi là có, nhưng thực sự là để mà phát hiệu quả thì nó cũng là một cái bước, còn một cái chặng đường tiếp theo nữa. Đấy thì thời gian thì có hạn, nhưng mà tôi nghĩ là cái chủ đề này thì chắc là ngày mai chúng ta cũng sẽ có tiếp tục có những chương trình, thì các cái câu hỏi, các cái ý kiến của tất cả quý vị nếu có và cần chia sẻ trao đổi thì cũng xin phép để quý vị mạnh dạn gửi về ban tổ chức. Kính thưa quý vị, tất cả hội nghị thì chúng ta đều biết rằng là như các cái bài trình bày vừa rồi thì cái mô hình về đô thị thông minh thì chúng ta cũng đã nghe, nhưng mà việc vận dụng, áp dụng các cái mô hình đô thị thông minh tại từng thành phố, từng địa phương là cũng có những cái điều chỉnh khác nhau, cách hiểu khác nhau, và dẫn đến là chúng ta rất cần một cái hệ thống hành lang pháp lý hoặc ít ra cũng tương đương với các bạn người Thái để chúng ta có những cái kim chỉ nam, chúng ta có những hướng dẫn cụ thể để chúng ta tập trung sáng tạo phát triển thành phố thông minh và cung cấp dịch vụ mang hoàn đúng nghĩa thông minh cho người dân và chính quyền trên địa bàn. Thì thời gian của cái buổi hội thảo và tọa đàm hôm nay thì cũng xin phép là kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các diễn giả đã tham dự và có ý kiến tại chương trình. Trân trọng cảm ơn.